Xin chào cả nhà, chào Khánh Chi. Dạ, chào buổi sáng ạ. Chi ơi Chi, tối hôm qua thành công rực Chị ơi, em đang kiểm tra link một chút. Hình như mọi người chưa vào được hay sao ạ? Để em một chút nha. Chết rồi các trong cả nhà. Chào buổi sáng cả nhà. Chào buổi sáng chị, chào chú ý.
Radio chỉ tình thương ở lại. Số 9. Tháo xuống bức tường ngăn cách. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, định kiến là những cái thấy được tích lũy từ nhiều đời, nhiều thế hệ nhưng lại bị đóng khung mà không được đem ra xét lại. Những cái thấy bị đóng khung đó có khi chỉ đúng một chiều hay xét trong một hoàn cảnh nào đó thì chỉ đúng tương đối, còn phần lớn lại là những tri giác sai lầm. Do định kiến sai lầm mà sinh ra thái độ kỳ thị. Thái độ kỳ thị xuất hiện khi con người bị nỗi lo sợ khống chế, sợ mất phần hay gặp nguy hiểm. Thái độ kỳ thị được sử dụng như một bản năng sinh tồn và tự vệ. Tuy nhiên, sự kỳ thị dù ở mức độ nào của một người, một nhóm, một cộng đồng hay ở phạm vi một quốc gia cũng đã xóa nhòa đi ranh giới tốt đẹp của sự chan hòa, thân ái, tạo ra những hố sâu ngờ vực, chia rẽ, khiến cho sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng suy yếu đi. Kỳ thị sẽ kéo theo hàng loạt hành động tiêu cực như tranh cãi bất tận, phán xét, bạo lực, tệ nhất là dẫn đến chiến tranh. Thái độ kỳ thị được thể hiện phổ biến nhất là sự phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử thực tế là một hành vi có định kiến xuất phát từ sự so sánh những khác biệt đối với một người hay một nhóm người. Một khi chúng ta đã ngầm so sánh mình với người khác thì bất cứ sự so sánh nào cũng dẫn đến kết quả một bên hơn, một bên kém. Và khi đó, các so sánh sẽ in dấu ấn của quan niệm hẹp hòi, mang tính định kiến, kỳ thị. Nên có khi chúng ta đối đầu nhau không phải vì lỗi lầm hiện tại, mà còn vì những hiểu lầm hay cái thấy sai lầm về nhau từ trong quá khứ sâu xa. Trong cơn đại dịch đang thách thức nhân loại, thời gian qua vấn đề kỳ thị hay phân biệt lại trỗi dậy ở nhiều nơi trên thế giới với mức độ nghiêm trọng hơn. Tại Việt Nam, hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần tháo xuống bớt những bức tường định kiến về nhau, xóa bớt làn ranh dị biệt dẫn đến sự kỳ thị lẫn nhau để cùng nhau đoàn kết mà đẩy lùi đại dịch đang bủa vây. Thứ mà người Việt cần nhất lúc này chính là tình thương yêu đích thực dành cho nhau. Tình thương yêu đích thực là trái tim phải thực sự rộng mở, có khả năng dung chứa hết mọi khó khăn của bên kia mà không loại trừ, kỳ thị. Thương yêu mà còn đặt sự yêu thích của mình quá nhiều là còn ẩn chứa sự kỳ thị bên trong, chưa thật sự vì đối tượng thương yêu. Những định kiến về nhau sẽ tạo nên bức tường ngăn cách. Nếu không tháo gỡ xuống thì tình thương sẽ hạn hẹp hoặc sẽ sớm lụi tàn. Bây giờ, kính mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe số radio tuần này với chủ đề Tháo xuống bức tường ngăn cách. Hướng tới một trái tim bình đẳng là điều đáng mơ ước trong hành trình phát triển tâm hồn của con người. Dù chưa thể thực hiện trọn vẹn, nhưng chúng ta cần bắt đầu bước đi trên con đường ấy. Mở đầu, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề Để có một trái tim bình đẳng. Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng chọn lựa, nắm bắt và muốn sở hữu những gì mà chúng ta ưa thích. Và chúng ta sẽ có khuynh hướng tránh né, loại trừ, thậm chí là căm ghét hay là muốn tiêu diệt những thứ mà chúng ta không ưa thích. Đó là bản năng rất là tự nhiên, bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại
thì chúng ta sẽ thấy rằng có những thứ chúng ta từng rất là ưa thích, mê đắm, nghiện ngập, nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy không còn ưa thích nữa, thấy nó cũng bình thường và lãng quên nó. Và đồng thời có những thứ chúng ta đã từng ghét cay, ghét đắng, nhưng bỗng dưng có một lúc nào đó chúng ta chấp nhận được, thậm chí là ưa thích hay là yêu quý. Điều đó cho thấy là sự yêu và ghét hay là ưa và không ưa của chúng ta, nó cũng mang tính thất thường, nó không có cố định. Đó là chưa kể có những thứ chúng ta thích hay là không thích, nó không thuộc về những nhu yếu cơ bản của đời sống. Nó cũng không phục vụ cho việc vươn tới những mục tiêu hay là lý tưởng cao đẹp của đời người, như là muốn có bình an, hạnh phúc, tự do, thương yêu, hay là muốn vươn tới chân thiện mỹ. Mà nó chỉ là thói quen được lập trình thôi. Chúng ta có thể đi theo những thành kiến hay là những định kiến của mình. Những thành kiến tức là những trải nghiệm, gọi là kinh nghiệm tích lũy. Còn những định kiến đó là những thông tin, những kiến thức được trao truyền từ nhiều đời, nhiều thế hệ, từ người này qua người khác, mà chúng ta chưa kịp xét lại đã vội tin và đồng nhất với nó. Cho nên sự chọn lựa giữa thích và không thích của chúng ta, nó mang tính tương đối. Nó có khi có giá trị, nó có khi nó không có giá trị. Nó không phải là sự thể hiện của những gì tinh anh hay là tốt đẹp nhất trong con người của chúng ta. Nhưng mà chúng ta dường như là chưa có nhiều cơ hội để nhìn lại cái tính hay chọn lựa hay là tính phân biệt rõ rệt này. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào các mối liên hệ tình cảm của mình xem. Có những người mình rất là thương, có những người mình rất là ghét, và thậm chí là đó là những người ruột rà, là những người thân trong gia đình, nhưng mà có những người mình thương nhiều, có những người mình thương ít. Mình có bao giờ đặt câu hỏi tại sao không? À, tại vì những người mình thương nhiều là những người họ dễ thương, họ hợp tính, họ có cùng sở thích, hay là họ ngoan, họ biết vâng lời, họ kính trọng, họ nể phục mình. Nhưng mà chung quy đó là họ phục tùng, hay là họ chịu nhường nhịn trước cái tôi của mình. Còn những người mà mình không thích đó, là do họ không hợp với mình, họ khắc khẩu với mình, họ hay chống trái mình, họ coi thường mình, họ chẳng có mang lại bất cứ một quyền lợi nào cho mình, hoặc là rất ít. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn trở thành một người rộng lớn, hướng tới một tình thương yêu rộng lớn, chúng ta muốn trở thành một người tử tế thật sự, thì chúng ta phải vượt qua bớt những cái giới hạn của mình. Cụ thể là đối với những người chúng ta quá yêu thương thì chúng ta có thể bớt lại, vì nó cũng đang phục vụ cho cái tôi của ta thôi. Còn đối với những người mà chúng ta ghét thì chúng ta tập làm sao để mà bớt ghét lại. Mà bớt thương hay là bớt ghét, đó chính là trái tim của sự thực tập của Đạo Phật. Vì Đạo Phật muốn giúp con người có tự do, có giải thoát, có bình an, cho nên mong muốn con người không nên lệ thuộc quá nhiều vào việc yêu và ghét, thích hay là không thích. Vì nó là một cái cặp bản năng tự nhiên của con người, nhưng mà nó cũng là một cặp chất độc ở trong tâm con người, đó là tham và sân, mà có nguồn gốc đó là si, tức là mình chưa có đủ trí tuệ, chưa có đủ cái thấy về bản chất của mọi cá thể ở trong cùng một bản thể này, cho nên mình đã có những thái độ phân biệt và thậm chí đưa đến sự kỳ thị như vậy. Đức Phật thường khuyên chúng ta nên chăm sóc tham sân si của mình. Còn các vị thiền sư thì đề nghị chúng ta buông bỏ bớt tấn và ái, hay là tham với sân, để mình có được bình an, để mình có được tự do, để mình có được một trái tim rộng lớn. Trong hành trình tu bụi thì
Tôi đã có những ngày tháng sống ở trên núi, có khi ở cùng với một nhóm bạn. Và đó là những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đặc biệt là chúng tôi đã có những cái thấy mà trước đây chưa từng được thấy. Đó là chúng tôi không có khái niệm về sạch với dơ. Vì ở trên đó thì có khi không tìm được nước để tắm suốt nhiều ngày, cả tuần lễ. Cho nên đứa nào đứa nấy cũng dơ dáy hết. Vì vậy là không có đứa nào chơi đứa nào hôi cả. Và không có khái niệm về ngon với dở, chỉ có no với đói thôi. Thành ra là không có chê, không có khen, vì thức ăn rất là thiếu thốn. Có khi chúng tôi phải hái nấm, hay là ăn rau, ăn trái cây nếu may mắn tìm được. Và đặc biệt là chúng tôi không có khái niệm giữa cao với thấp, không có giá trị gì với những cái học vị, học hàm, với những cái vị trí quyền lực trong xã hội ở nơi đó. Ở nơi hoang dã như thế, tất cả đều là mồi của thú dữ. Cho nên chúng tôi rất là tôn trọng, yêu thương nhau. Ở nơi đó chỉ có sự sinh tồn, chỉ có tình huynh đệ thôi. Vậy thì khi chúng ta ở trong một cái môi trường khác, môi trường mà chào cả nhà. Dạ, em chào thầy. Chào nhà 15 ạ. Nhà 15 giấy đầy đủ chưa nhỉ? Nhà 15 chào cả nhà. Chào cả Lam. Dạ rồi thầy ơi. Dạ, chào cả nhà. Làm đủ rồi đấy thầy ạ. Ok, vậy chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Có 70 người này ạ. Chờ. Mọi người vẫn vào thì vẫn như thường thôi. Chúng ta bắt đầu ghi phần đầu đi. Phần đầu thì nó vẫn cứ xảy ra, mọi người vừa vào thì cứ vào thôi. Hai. Dũng ơi, Dũng có nhạc chưa? Có rồi thầy ạ, đây ạ. Ok. Thầy, mọi người chuẩn bị tư thế. Mọi người chuẩn bị tư thế, đang ngồi thiền, ở thiền sư hướng dẫn, thiền sư quý hướng dẫn. Chỗ mà chị em mình ở được 25 người rất là lo lắng. Có gì?
chưa nghe quỷ nói gì hết. Em chào cả nhà. Hello. Mình quên không mở mic. Xin lỗi cả nhà. Không sao ạ. Lúc này bây giờ là quỷ vẫn dần thiên cho mọi người, nhưng mà dần thiên nó quá không gian với mọi người, có cảm nhận được chưa? Đã, em cảm nhận được ạ. Có, em vẫn nghe thấy tiếng chị quỷ vọng từ trong hư không mà. Vang vọng khắp nơi rồi chị ạ, yên tâm đi. Xin lỗi cả nhà. Cả nhà cho mình làm lại có được không? Quế khung giờ nha chị. Chị ơi. Chị Quế ơi, chị Quế, mọi người đã thiên hết rồi. Em lúc nãy một mặt thiên một mặt nhìn em thấy mọi người thiên chăm chú lắm. Xin lỗi cả nhà. Ơi hiện giờ bây giờ là 5 giờ, nhà mình xem điểm danh các thành viên trong nhà mình xem còn bằng ai thì nhà mình gọi vào cho đông đủ để tránh tình trạng bị thiếu thì sẽ không được tham gia các cái chương trình rất là hay của nhà 15 sắp tới. Nhà mình 15 là chưa bắt đầu đã bắt đầu 7 bán tổ chức với mọi người rồi. Thiên cũng phải, sau khi thiên xong là mọi người cũng phải cười tươi hết cỡ như thế này đấy ạ. Nên là mọi người phải tỉnh táo hết sức nhá. Bốn hết nhỉ. Cho điểm danh nha. Nhà 15 đã sẵn sàng rồi ạ. Không biết các nhà đã sẵn sàng chưa ạ? 16 đã sẵn sàng ạ. Nhà 14 hàng xóm sẵn sàng. Em cảm ơn Thương Mão, cảm ơn nhà 14 ạ. Thế là dần dần là vào hết rồi đấy, cả làng vào hết rồi đấy. Mình cho cái hiện diện 4S đi là mọi người sẽ vào hết luôn. Vâng ạ, con số đang vẫn tiếp tục tăng lên ạ. Hiện tại đang có 145 người. Nhà mình những ai đã vào rồi và sẵn sàng thì nhớ là phải có văn hóa 4S của học, đó là văn hóa sổ bút, văn hóa sự hiện diện, văn hóa sẵn sàng và văn hóa sự cam kết ạ. Thank you.
Tiếp theo thì em xin trình bày luôn cái phần khung chương trình của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì với sau một màn búa kéo bào bao của buổi ngày chủ nhật ngày hôm trước, thì nhà 15 đã giành được cái quyền điều phối chương trình cho ngày hôm nay. Thì em xin đại diện nhà 15 thì sẽ chia sẻ phần khung chương trình của nhà mình ngày hôm nay. Đó là từ 4:30 đến 4:50 là gọi cả nhà dậy. 4:50 đến 5:00 là ngồi bình yên, thiền yêu thương. Thì do chị Quế đã dẫn dắt bằng cái tâm của mình để cả nhà mình cùng ngồi thiền. Thiền hư, hư không ấy. Dạ, 5:05 là giới thiệu chương trình tại Dung Cả Làng. Là 5:05 đến 5:15 sẽ có một phần vui chơi có thưởng do nhà 15 tổ chức. Do chị Hoàng Huyền điều phối. Tiếp theo là từ 5:15 đến 5:30 thì chúng ta sẽ có một cái thảo luận theo cụ. Chúng ta sẽ chia làm 4 phòng, là phòng số 1, số 2 và số 3, số 4, chia sang theo từng cụ nhà đã được chia sẵn đó. Thì cái này nhờ em Dung chia phòng nhỏ giúp ạ. Tiếp theo đến 5:30 đến chỗ này em bị ngoài ra từ 5:30 đến 5:35 thì sẽ có một phần quà của ban tổ chức do bạn Khánh Chi chia sẻ. Và từ 5:35 đến 6:30 thì chúng ta sẽ chia thẻ sẻ đúc kết của từng cụ trên Zoom làng. Cái này chúng ta sẽ nhờ thể Việt điều phối ạ. Và từ 6:30 sẽ là giao lưu văn hóa văn nghệ, có phần quà văn nghệ của nhà 15 đã chuẩn bị từ trước, và sau đó sẽ là sự đăng ký của các nhà. Và cuối cùng là phần chia sẻ về hoạt động của 4 ngày lập kế hoạch do anh Đông nhà 16 của chúng ta chia sẻ. Nhà mình đã nắm hết được phần khung chương trình của ngày hôm nay chưa ạ? Nắm hết rồi đấy em ạ. Có thắc mắc gì nữa không ạ? Không biết là nhà mình tất cả các nhà đã vào đầy đủ hết chưa để chúng ta sẵn sàng chuyển sang phần tiếp theo. Tại bây giờ có 164 người tham gia. Và đã cũng qua cái khung giờ điểm danh rồi, mời các trưởng nhóm chúng ta hãy điểm danh báo cáo vào trong Zalo ban cán sự ạ. Cả nhà mình đã sẵn sàng cho phần vui chơi có thưởng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Dạ, ai vào sau là bị thiệt đó nha. Vâng ạ. Vâng ạ, chương trình nhà 15 sẽ tiếp tục đây ạ. Cả nhà sẵn sàng chưa ạ? Để giành cúp nha. Rất có nhiều phần thưởng hay đó. Rồi, em xin mời chị Hoàng Huyền ạ. Cảm ơn Hà. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Nghe Hà giới thiệu với lại là nghe trailer của nhà 15 thì chắc là mọi người cũng đoán được là hôm nay tớ sẽ dẫn phần nào rồi. Quick time, giờ chơi của chúng ta bắt đầu. Nào, xin mời mọi người hãy đánh giúp cho Huyền số 1 nếu mọi người thấy rằng là mình đã sẵn sàng cho trò chơi này. Wow, ban tổ chức cũng được phép chơi nha. Mọi người chơi nhiệt tình đi ạ. Nhà 15 cũng chơi luôn chứ. Chơi chứ. Nhà 15 chơi là giành hết giải luôn đấy chị. Không phải câu hỏi là chỉ thơi thử thôi, còn câu hỏi chính là Huyền vẫn giấu mà, nên là nhà 15 vẫn giống như tất cả các nhà thôi ạ. Chị chưa được chơi. Chị chưa chơi, bây giờ chị chơi luôn nha. Yes. Huyền ơi, copy cái đó bỏ lên trên Zalo, một số người có thể là vào trong điện thoại. Gửi cái link quiz. Quyết định cho mọi người bấm vào luôn thôi ạ. Đúng. Phải bấm vào link gì vậy ạ? Em cứ tưởng là cứ ngồi im như thế này xong đợi có cái gì đấy xảy ra trên màn hình của em. Trò chơi của mình đến là quiz và mọi người nhìn nha.
trong cái phần chat ấy, thì Huyền đã gửi cho mọi người phần link rồi ạ. Mọi người kích vào link đi. Click không được, bấm không được nhỉ ạ. Bấm link không được. Bấm không được. Huyền ơi, em... Huyền ơi, em cứ cho em cứ vào bình thường, sau đó em lấy mã đi để mọi người ra là xong. Là em xem mà nó có mã trên đấy. Ừ. Cái này Thịnh thấy là mình nên chơi trên điện thoại không, để mình vừa quan sát mọi người và mình vừa chơi. Mọi người cứ bình tĩnh đi ạ. Chúng mình được rồi đấy. Chúng mình mọi người bấm đi là nó vào được rồi đấy ạ. Rồi, Huyền tin rằng là tất cả mọi người đã sẵn sàng rồi. Huyền thiếu cốt nữa đây. Chầm rãi từ từ để mọi người tận hưởng được trò chơi này. Khi mọi người đã vào được phần quiz này rồi thì Huyền có share cái gì lên trên màn hình thì mọi người cũng đừng có để ý nhá. Mọi người chỉ cần quan tâm vào cái đường link mà mình đã được vào và cố gắng chạy càng nhanh càng tốt. Tỉnh tâm và cố gắng suy nghĩ hết sức để trả lời câu hỏi, bởi vì là các câu hỏi này thì Huyền đảo lộn lấy từ đầu chương trình cho đến là thời điểm bây giờ, cho nên là rất hy vọng rằng là mọi người sẽ sẵn sàng. Còn tiếp theo mọi người sau khi đã vào được rồi thì mọi người sẽ lấy phần Huyền đã gửi phần code cho mọi người nhá. Code. Ok, Huyền đã gửi mã cho mọi người rồi ạ. Code là 687493. 687493 cả nhà. Rồi không có valid rồi, không có đúng. Báo lỗi chị ơi. Thế nên reset lại đi nhé. Vâng ạ. Hay thật, tham gia hành trình này em được update thêm bao nhiêu thứ công nghệ xịn sò. Từ xưa tới giờ em chỉ biết mỗi PowerPoint rồi Facebook. Okay. Mọi người check lại đi ạ. 687493. Không được chị ạ. Ok, đợi tí chị một tí nhá, chị check lại đi ạ. Invalid thôi nhỉ ạ. Dạ. Invalid game thôi. Chắc là nó em mở sớm quá cho nên là nó đợi mọi người hơi lâu, xong nên nó cũng hơi buồn ngủ một tí. Là nó chạy mất rồi. Giờ mình cho cái khác. Vâng, em đã gửi cái khác cho mọi người ngay đây. Người xóa cái code đi này để cái code kia ra cái là nóng luôn ạ. MC của nhà 15 hôm nay đẹp tuyệt. Nền hồng nhá. Em cảm ơn chị. Lại nhiều MC nữa. Truyền vai cho nhau. Đúng rồi ạ. Đúng rồi, như Tệ Ngữ nói ạ. Nhà em là 15 là cả nhà MC cô Mão ạ. Vâng ạ. Tớ sẽ đọc mã nhá. 9 0 8 1 6 5. Ok rồi ạ. Được rồi ạ. Huyền rất là cần sự chia sẻ màn hình bây giờ để mọi người có thể nhìn thấy tên của mình. Mọi người ơi, khi mà mình vào ấy thì lưu ý giúp cho Huyền một tí, đó là phải có tên của mình, đánh tên của mình vào nha. Đã có 20 người tham gia, nhà mình vào tiếp tục đi ạ. Và nhanh trả lời câu hỏi. Nhà đọc ạ. À, em Hà cứ đọc cái số và số code lên to cho mọi người mình vào sau đi. Cả nhà mình cố gắng đặt tên theo đúng 8165 cả nhà nhé. 165. Cả nhà mình đặt tên theo đúng mã số của mình ở trong phòng Zoom á thì đến đã.
Trước khi mọi người, đấy mọi người thấy không, đang có rất là nhiều ứng cử viên đã sẵn sàng khởi động tay chân các thứ để bắt đầu chương trình. Thế thì để cho cái chương trình chay của chúng ta thêm phần mượt mà thì cần phải có một chút dầu để mà bôi trơn đúng không ạ? Nhà 15 thay vì cả cái món quà truyền thống đó là tặng sách thì thì biết rằng là cái nhu cầu mọi người bây giờ đó là bức bách, đó là không được đi du lịch, không được ngắm cảnh đẹp nhiều và không được check in. Vì thế cho nên là nhà 15 quyết định là lần này sẽ du lịch tại nhà, đó là mang quà đến tận nơi và để mọi người cùng thưởng thức. Vì thế cho nên là bọn tớ đưa ra tiêu chí đó là nhà 15 có bao nhiêu đặc sản thì sẽ mời hết tất cả mọi người. Vì vậy cho nên phần thưởng ngày hôm nay của chúng mình ấy, đó là trong tổng số hơn 200 ứng cử viên đang chạy, bao gồm cả thành phần kéo rem là ban tổ chức kéo xem thì bọn tớ sẽ lấy ra 3 ứng cử viên xuất sắc nhất để nhận được giải voucher, đó là những quà đặc sản đến từ miền Trung. Và cụ thể ở đây là chúng ta có cơm cháy Ninh Bình, tách tách tách. Cái gì nữa nhỉ? Ở Hà Tĩnh thì bọn tớ có mực nhảy hoặc là cu đơ. Cu đơ đi, cu đơ đi. Hóa có nuôi nem chua và bánh gai xem ạ. Giải nhất thì sẽ được nhận cu đơ mọi người nha. Rồi cả nhà vào ủng hộ nhà 15 nào. Sẵn sàng nhà 15. Rồi, con số bây giờ vẫn tăng lên 181. Đang cân wow. Wow. Nhà 15 chơi lớn quá. Rồi. Tặng hẳn cu đơ nữa. Bắt đầu, chúng mình bắt đầu luôn nha. Mọi người đi trên màn hình của tớ nữa nha. Một. À, mọi người cùng đếm ngược đi. Nào, ba. Hai, một. Trong quá trình mọi người chơi, nếu mà nó có báo lên là được gấp đôi số điểm hay cộng số điểm thì mình cứ nhau tới lấy bằng được nha. Đề nghị các thành viên ở nhà 15 chạy khởi động từ từ thôi để cho các thành viên các nhà khác còn kịp nữa. Nhà 15 không chơi ăn gian nữa nha. Biết câu hỏi nó không được đâu nha. Theo đứng từ trên máy bay trực thăng trông thấy thì hiện nay ứng cử viên của nhà 13 số 010 Trần Yến đang là người chạy nhanh nhất. Bạn Hoa Ngọc Anh đã là người chạy nhanh à? Không kịp nữa rồi, bạn 07 của nhà 16 Bạn Tuấn đang là người chạy nhanh nhất của chương trình. Minh Thuần đang là người chạy kế tiếp ạ. Liệu sẽ có điều gì bất ngờ trong chặng chạy cuối cùng này? Tôi cứ ơi, cố lên em. Hiện nay bạn Đông đang sẽ là người giữ vị trí quán quân trong giải chạy đoàn này. Chúng ta đang dần dần vượt qua Hà Tĩnh và đi ra gần đến Hà Nam rồi đấy. Đến Hà Nam chưa? Đến nhà Hà Nam. Hà Nam này xin mọi người đổ lại vào nhà Minh chảy đu đủ. Đó là tuê ngự ạ. Thôi anh Đông ơi, chạy chậm lại cho em vượt đi. Bao nhiều nhất đi. Chị Minh Hảo đang cố gắng giành phần quà cu đơ của nhà 15 đấy ạ. Ôi tụt rồi, anh Tuấn ơi. Thank you.
Thôi chị Hiền lên dữ vậy. Nhà 15 mà em, chị cứ đứng nhất đi đã thì chị nhận quà đấy nha. Chị Hiền chạy ở đâu đến ạ? Mọi người cứ bình tĩnh, Hiền của nhà 15 chỉ chạy đến cầm cờ giúp mọi người thôi. Chỉ là cầm cờ trước để mọi người chạy theo thôi, vẫn còn mà. Ôi trời ơi, có cả tên mình sao sẽ câu trả lời nữa. Bây giờ là em bây giờ tính thời gian đấy, bây giờ thời gian. Hiền chỉ cầm cờ thôi. Đứng đấy chờ thôi. Vậy là không tính chị Hiền đúng không? Đúng rồi, chị cơ hội vẫn còn. Thôi chị Hiền đừng có đánh nữa, chờ mọi người để chị Hiền đừng có trả lời nữa. Chị Hiền trả lời. Không, chị cầm cờ vậy, mọi người đứng lên. Cố gắng lên cả nhà ơi. Ủa sao em hết câu hỏi rồi mà, sao mọi người chạy đi đâu đây, hay là em bị đơ rồi? Hết rồi. Nhà, chúc mừng bạn lành nhà 16 này. Mình kinh tiến Hiền ơi, số như là số 12, được 12 câu đấy. Những bạn 12 câu là những bạn đã chiến thắng rồi đấy. Đâu, xem kết quả ở đâu, sao em không biết. Em vẫn được 11 câu kết thì sao chưa? Kết quả chưa có, bởi vì tuy nhiên tuy nhiên kết thúc cơ chơi cái đó mới có kết quả. Em bị vấp à? Rõ ràng em đang chạy nhanh lắm mà, tất nhiên bây giờ xuống số 6 rồi. Tại vì cứ nghĩ cô đa cho nên đa là mới chậm như vậy đấy. Nó đơ luôn rồi. Huyên khi mà Huyên kết thúc trò chơi thì cái đó mới mọi người biết kết quả. Em chỉ đứng lên trên để em cầm cờ thôi, chứ không phải em đứng vị trí thứ nhất đâu ạ. Nhưng mà hết câu hỏi chưa? Em hết chơi rồi này. Nhưng em sẽ được trả lời không? Mọi người vẫn chơi đấy. À, có 12 câu chứ mấy. 12 câu thôi. À, em hiểu rồi. Tức là đi theo chạy tiến độ của từng người một ạ. Vừa mà câu hỏi chính xác là vừa thời gian nữa. Trời ơi, khiếp, trẻ ra câu hỏi gắt quá, là mấy câu chuyên ngành em cứ sợ là ủy ban tổ chức sai câu này chắc chết. May sao. Ơi, nhà 16 à, Lành nhà 16 trả lời được 12 trên 12 đúng không ta? Đúng rồi, Lành là vị trí thứ nhất rồi đấy. Đúng thật luôn đó. Lành chúc mừng nhà 16 là hai người nha. Nhà 16 có Lành với Tuấn này. Tuấn không ạ, Tuấn chỉ được có 5 câu thôi. Vậy có Kim Tuyến ạ. Kim Tuyến nhà 22 ạ. Rồi, màu em, tím là đủ hết 12 lại, câu này. Em lại không biết là mỗi người có được thời gian suy nghĩ riêng. Thế em cứ thấy anh Đông chạy nhanh, em cứ tưởng nếu mà mình không ấn nhanh là cái câu hỏi nó sẽ chạy mất, thì mình lại phải không được trả lời. Rồi, Hiền ơi. Hiền ơi. Thế này là mình được rồi đấy, mọi người chơi sau là có kinh nghiệm chơi cái trò này rồi. Buổi sau thì nào cũng giật vương miệng. Ôi em bệnh thành tích lắm mọi người ơi, hàm nhất năm đi đâu em cũng okay. Bây giờ là thời gian mọi người chờ đợi nhất ạ. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả ngày hôm nay thế nào nhá. Sáng mai mọi người đây là chỉ là đang tập chạy thôi cho nó khởi động. Nó khỏe mạnh. Chạy như này thì gắt quá cả nhà. Chạy như thế này gắt quá đúng không? Ừ đúng rồi ạ, vừa mệt não lại vừa đau tim ấy chị. Và mọi người ơi, phần kết quả này một lát nữa tớ sẽ cập nhật cho mọi người, bởi vì là sẽ dành thời gian để bắt đầu chương trình cho những hoạt động tiếp theo nữa. Vì vậy cho nên là mọi người cứ bình tĩnh để lát nữa được sướng tên nhé. Ngay sau đây thì Huyền xin mời mọi người chúng ta nghỉ giải lao một tí và đến với nhân vật tiếp theo của chúng ta. Chắc là mọi người đã xem trailer rồi và đã biết rằng là bộ phim ngày hôm nay của Rạp vào tờ chiếu thì có 9 nàng công chúa và một hoàng tử ạ. Hoàng tử rất là đẹp trai, chỉ tay như thế này. Chiu. Đấy. Và xin giới thiệu với mọi người, hoàng tử ngày hôm nay của bọn tử có tên là Gia Việt Nguyễn. Mọi người dành một trang thả tim dành cho hoàng tử của bọn tớ nào. Yeah. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn Huyền. Cái trailer đó mà có cái hình ảnh đấy, mình vào mình cũng có xem một thứ cái mặt mình ở đâu mà chết đấy. Rồi, một chút nữa là Huyền sẽ thông báo kết quả rồi. Giải nhất là được
món quà từ Hà Tĩnh, mọi giải nhi là món quà từ Ninh Bình, rồi thì như thế nào đó hình như là Huyền cũng đã nói rồi, cho nên mọi người cứ hồi hộp chờ đợi. Theo cái chương trình thì hôm nay chúng ta sẽ có cái phần là đúc kết cái của chủ sách của công ta nhận thương yêu thương. Thì mọi người đã các nhà các cụm cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà chúng ta cần phải thống nhất một chút và chúng ta cần phải nói sâu hơn một chút về cái nội dung của cái chương sách đầu tiên này. Thì theo chương trình thì các nhà các cụm sẽ ngồi thảo luận với nhau thêm một chút nữa và thống nhất là cái slide nào hoặc là chỉnh sửa hình thức slide nào để chúng ta trình bày trước cả làng. Thì ở đấy thì chúng ta không có bốc thăm nữa mà chúng ta sẽ tất cả các cụm đều trình bày. Chúng ta có 4 cụm thì tất cả các cụm đều trình bày. Thì cả nhà nghĩ như thế. Xem có ai có ý kiến gì không nữa không về vấn đề này không? Mọi người biết nhiệm vụ của mình chưa? Như vậy nhiệm vụ chúng ta là sau khi mà chúng ta thảo luận xong thì chúng ta đã chốt được là ai sẽ đại diện cùng hoặc là nhà nào sẽ đại diện cùng trình bày cái đúc kết. Và sau đó thì mọi người có hình ảnh gì chuẩn bị rồi chúng ta ra là chúng ta có 15 phút cả nhà nhé. Chúng ta có 15 phút nhé. Rồi xin mời cả nhà, có ai có ý kiến gì thì xin mời cả nhà cho ý kiến. Phòng Zoom đã được chia nhỏ làm 4 phòng rồi đấy ạ. Phòng 1 là dành cho cụm 1 là các nhà 1, 3, 5, 7, 9 và nhà 2, 3 ạ. Còn là phòng 2 là dành cho các nhà từ 02, 04, 06, 08 và 10. Và phòng 3 là 10, 12, 14, 16, 18, 20. Và phòng 4 là 12 nữa. Và phòng 22 ạ. Và phòng 4 là cụm nhà số 11, 13, 15, 17, 19 và 21 ạ. 21, 23. 23 là vào cụm 1 rồi ạ. 23 cụm 1. 21, cụm 4, 23. Chắc là mọi người cũng đã biết là cụm của mình là như thế nào rồi. Thì xin xin mời cả nhà chủ động đi ra khỏi cái phòng này và đi về cụm của mình. À, về nhà người đấy nha. Chúng ta lại về làng nhỏ của mình vậy. Cả nhà nghe thầy Việt nói rồi nhá, chủ động đi ra khỏi phòng này. Anh em ra nhanh khẩn trương nhá. Cái chia phòng chắc phải nhờ ban tổ chức em nhờ. Đã chia rồi ạ. Chia phòng đã có rồi, rồi đó chị ạ. Bây giờ ngay cả bây giờ MC cũng xin phép về phòng của mình đây, cho nên là cứ để phòng này ở ngoài này, ban tổ chức cứ tự thảo luận với nhau nhá. Vâng. Vậy là nhà tổ chức có phòng riêng rồi đấy nha. Yeah. Ngồi nghỉ ngơi đỡ mệt là vì sao mà hồi chạy mệt mỏi. Yes. Người. Trong lúc đấy thì em đang không vào được phòng nè. Em nhớ em ba đang không vào được phòng, thấy phần mất phần chia phòng rồi. Không thấy cái phòng ở đâu ạ. Vừa nãy em có rồi. Vào em có thấy nhưng mà sau đó chưa kịp vào thì bây giờ nó đang mất phần chia phòng rồi. Nó vẫn còn có cho phòng này, ban tổ chức hỗ trợ mọi người vào phòng ạ. N2303 đúng không ạ? Em nhắn cho em N0902 ạ. Em cũng không thể có phòng chưa phòng vào được. Mọi người chủ động vào nhá. 1604 chưa vào được. Chị cũng chưa thấy phòng. 16012 chưa vào được em. 8055 cũng chưa vào được ạ. Nhà 12 chưa vào được. 53 không vào được. Nhà 15 vẫn đang tiện mọi người vào phòng ạ. Mọi người ơi, lần lượt ạ. Lần bình tĩnh. Em mời từng nhà một đi cho nó nhẹ nhàng. Đi nhiều một lúc là bị tắc đường đấy ạ. Mà không vào được thì mình ở ngoài với nhà 15. Nhà 15 là ban tổ chức ạ. Cả nhà có hình dung khi chúng ta khởi động bằng một cái trò chơi động không ạ? Nên tất cả mọi người đều động đậy. Gì nhỉ? Nhà 15 ơi, chị vừa vào thì nó bảo là gì ở phòng tự động đóng lại sau khoảng độ bao nhiêu giây nữa. Thế là nó bị chạy ra. Được chưa ạ? Mọi người vào thử xem nào. Em vừa mở lại rồi đấy. Rồi. Vậy nên là thầy Việt mới nói rằng là chúng ta tự chủ động từ đi vào phòng. Chủ động đi vào. Phòng 22 chưa vào nữa cả. Chúng ta có mọi người ơi, chúng ta có 15 phút nha.
đang lần lượt từng phòng một đấy ạ, từng nhà một đấy ạ. Mình chưa vào được phòng 2 nhá. Không thấy cái mình chỗ phòng 5 12 cũng chưa vào được nhá. Anh chị nhờ nhà ban không tổ chức tìm thấy phòng ở đâu ạ. Cả nhà ơi, nhà mình cứ đi vào phòng của mình, sau đó là còn những ai ở ngoài là các bạn trong ban tổ chức, các bạn ấy sẽ hỗ trợ đưa nhà mình vào tận phòng. Bạn ấy không để giờ rồi bạn. Cái này là bị giờ rồi Dung ạ. Dung ơi. Bị áo đó. À, cái này là bị đi cái nhà 16, 04 chưa vào được. Một số người vào đây xong rồi nó bị close, nó bị đóng phòng á, cho mọi người lại ra là. Nên nhà 04 chưa vào được ạ. Bị đá ra rồi. Thật tại sao mình không thấy? Được rồi đấy ạ, mọi người vào nhanh đi ạ. Rồi, như là vào. Có một thời gian thôi. Đều, mà... các cửa phòng nó đều mở hết rồi, mọi người cứ vào lại thử một lần nữa. Mà em không thấy cái phòng 199 98 93. Mọi người nhanh, mọi người ơi nhanh lên ạ. N11 là phòng bao nhiêu ạ? Chưa thấy phòng xuất hiện ạ. Nhà mình ta đi phòng mới được thời gian. Có các phòng rồi đấy ạ. Trên điện thoại anh thấy phòng xuất hiện ạ. Lỗi ban tổ chức tự mãi nhưng mọi người chạy quá xong nên tự bị ngã. Cho hỏi N11 là phòng bao nhiêu ạ? Nhà hỗ trợ cho chị. Nhà 11 là phòng 4 ạ, cụm 4, chắc phòng 4 ạ. Sẽ là theo cái bài đề bài mà mình được giao đó cả nhà. Mình vẫn không tìm thấy chỗ để vào. Đúng rồi, em không thể tìm thấy. Chị ơi, ở trên máy tính của em không có tìm thấy chỗ để vào á, chị nhờ chờ em join vào với. Chị ơi, bây giờ đầu tiên ạ. Em đọc ạ, N0102 là phòng nào ạ? N01 là cụm 1, N02 cụm 2. N18 cụm mấy, phòng mấy ạ? Từ từ ạ. N02 là cụm mấy ạ? Cụm 2 ạ. N03 ạ. N03 cụm 1. 04 ạ. 04 cụm 2. 05 ạ. 05 cụm 1. 06 ạ. 06 cụm 2. Đấy, cụ Mão đã bắt đầu chia sẻ rồi đấy. Alo, 07 ạ. 07 cụm 1. 08 ạ. 08 cụm 2. 09 ạ. 09 cụm 1. 10 ạ. 10 cụm 2. 11 ạ. Cụm 4. Như nãy em để một chị ở 11 đi vào rồi. 12 ạ. 12 cụm 3. Thôi tự nhiên. 10 ạ. 10 cụm 2. 12 cụm 3 đúng không ạ? Đúng rồi, 12 cụm 3. 13 ạ. 13 là cụm 4. 14 ạ. 14 cụm 3. 15 ạ. 15 cụm 4. 15. Em đẩy chị vào thì chị lại mất cái. Thôi để em đẩy người khác nhé. Em đẩy chị cuối nhé. 16 ạ. 16 cụm 3. 18 ạ. 18 cụm 3 luôn. 17. Rồi hiện tại còn 18 người nữa. 19 ạ. 19 cụm 4. 20 ạ. 20 cụm 3. 21 ạ. 21 cụm 1. 22 ạ.
22 cụm 3. 23. 23 cụm 4. Rồi ạ, có hai người không rõ tên, Nguyễn Hoài Linh và Phúc gì đây ạ? Trên này vẫn có hiện nhà những nhà 16 chưa có vào được, tại vì cái máy tính của mình nó không có cái chữ ấy cho nên chị Phúc đây. Là chị nhóm bao nhiêu ạ? Chị phòng đổi lại tên đi Phúc ạ. Đổi lại tên. Để nhóm nhà đấy chị. Nhà ý là nhà trước. Chị phòng bao nhiêu? Em mời chị vào ạ. Cụm 3 ạ. Rồi ạ. Giờ chị Yên vào phòng chị 15 là cụm 4. Rồi ạ. Cảm ơn em. Chưa giờ mà không có bao giờ thức trả lời câu hỏi. Trước đây đi chia sẻ Phật pháp, đến đạo tràng sống người ở trong câu hỏi gì? Hiện tại còn 33 thành viên nữa, không biết là mọi người đã vào được chưa ạ? N010 cộng 2 ạ. Em không thấy hiện tên ở trên đây. Ban tổ chức cho mình vào nhà không, ở nhà cụ số 2 nhé ạ. Mình là N08. Thái Linh ạ. Số người đang chưa thấy phòng số 2. Không biết là cái nào. Chị chưa thấy. Có mà chị. Không có. Có mà. Rồi bây giờ em điểm, em sẽ dựa theo danh sách này nhá. N02 ạ. N02 Lê Phương ạ. N02 10 Lê Phương ạ. Rồi không có thông tin. N02 10 à, N05 11 ạ. Không trả lời. N06 12 Trần Thị Thu Trang ạ. N06 10 Trần Lan ạ. Chưa hiểu hôm nay phòng mềm sao. Không, em đang đọc tên để N10 Phạm Thị Liên đúng không ạ? Chị phòng bao nhiêu, chị mở mic lên hộ em với ạ. Chị là ở cụm 2. Cụm 2 nhưng mà chị không biết vào chỗ nào, tại vì chị không dành máy tính lắm. Hôm nay con nó đi vắng, chị chỉ biết nghe thôi. Chị biết nghe thôi. Bây giờ làm thế nào để vào được cụm 2 nhỉ em nhỉ? À đây, em để tìm. Sao em không nhìn thấy chị nhỉ? Rồi chị ở cụm 2 đúng không ạ? Em thêm chị vào rồi đấy chị Hiên ơi. N10 02 ạ.
Rồi chắc vào rồi. Còn ai chưa vào được không ạ? Lê Thanh Dung ạ. Mình ở là 0403 là 0304 của nhóm bộ nhóm cụm 2 chưa vào được bạn ơi. N0401 ạ. Biết là kích vào chỗ nào để vào phòng nữa. N02. Đã tổ chức cho mình vào cụm 2 đấy ạ. Mình là N0804. Rồi ạ. Ban tổ chức mình vẫn không vào được, chưa vào được. Mình là N0804. Ban tổ chức hỗ trợ mình ạ. Em chưa thấy tên của chị trong danh sách à. N0804 Nguyễn Thị Hải Linh ạ. Chị Linh ơi, chị ấn cái nút right hand ấy, để hiện lên cho bạn ấy nhìn thấy. Được rồi ạ. Cho mình vào cụm 2 mấy. Mình là 0403 Nguyễn Thị Phượng. Chị cũng cụm 2. Rồi ạ. Các em có biết cho vào thì cho giúp chị với, chị không biết vào đường nào cả. Ấn ấn mãi không biết nữa ở chỗ nào. Rồi ạ. Chị Liên ơi, chị có nhìn chị đang đăng nhập bằng điện thoại hay là máy tính ạ? Vào rồi chị ạ. Ban tổ chức ơi, mình làm phiền một chút, mình vẫn không thể vào được. Mình là N0804 ạ. Ủa? Em admin chị vào rồi mà nhỉ? Dung 1 mà chị đúng không? Nó không được. Đây là lần thứ 3 rồi. Mình cũng có thấy hiện lên cái gì ở trên màn hình ấy. Xong là vẫn quay lại cái dung này. Chưa được vào dung nhỏ. Không bị lỗi cái gì ạ? Chị thoát dung ra, chị vào lại nhá. Em admin chị mấy lần rồi nhưng mà không được, nó đẩy ra. Ok ok. Còn ai không ạ? Rồi chị mở mic lên đi ạ. N0403 đúng không ạ? Ừ, chị vẫn chưa vào được đâu. Chị ấn vào đi ạ. N0403. Rồi nó đẩy ra rồi ạ. Alo, N0403 ạ. Chị ơi, chị giống một chị lúc nãy nhá. Chị thoát giúp em rồi vào lại ạ. Nó đẩy ra đấy ạ. Còn ai nữa không ạ? Bác tổ chức ơi, mình vừa thoát ra vào lại rồi đấy ạ. Mình là N0804 ạ. Dạ vẫn không được ạ. Chị Chi ơi, chị Chi trao quyền Minh Hot giúp em anh Minh với ạ. Mời chị Linh vào rồi đấy.
Vậy thì mình ở ngoài phòng này mình nói chuyện với nhau đi, bởi vì cũng có thể là do Zoom. N0403 có chị nào không ạ? 12. Ở ngoài này mình, phòng mới nhà chị nhỉ? Làm một cái phòng Zoom mới đi. Phòng 2, chị 2. Em mời chị Linh vào rồi. Được rồi ạ. N12, anh Lâm vào phòng 4 nha. À, phòng 3 anh Linh mời luôn ạ. Anh luôn đúng không ạ? Rồi xong rồi nha. Phòng 2. Còn ai chưa vào được không ạ? Còn chị của chị Luân phòng 3 mà bây giờ chị biết vào thế nào? Em vừa mới mời vào phòng 3 rồi, chị xác nhận không em? Đây là phòng 2, đang mời chị vào phòng 2. À, rồi xong, sắp hết thời gian rồi. Chỉ còn mấy chục giây nữa thôi này. Thế thôi mọi người ở ngoài luôn đi. Mọi người ở trong đang ra rồi. Đây là Đình Lang đấy nhỉ, nhà Ngọc Ánh à? Dạ vâng ạ, ra sân đình rồi đấy ạ. Thế là mình lùi ra trước rồi. cùng bốn thảo luận sóng rồi, mọi người đang tạm chuyện, mình là lùi ra đây rồi, mình coi thử là mọi người đã ra chưa. Dạ, thầy ra đây coi quan sát tình hình. Chắc là do... Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Đinh Lang. Rồi hình như là cả nhà đấy cả rồi đấy. Rồi theo chương trình là chúng ta sẽ có phần mọi người đã thảo luận rồi. Không biết là cả nhà thảo như thế nào cho nhà cái cùng bốn á. Đã thảo luận cực kỳ sôi nổi và có cái hình ảnh cực kỳ đặc biệt một chút cho mọi người nghe cùng bốn nói có thể như thế nào nhé. Nhưng mà các cùng khác thì chắc chắn là cũng đã chuẩn bị rất là kỹ. Thế thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu đi vào đi phần trình bày nha mọi người. Có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu từ cùng 1 rồi cùng 2 cùng 3 cùng 4 nha. Bởi vì cái cùng có nhà 15 là cho 6 cùng đấy, cho nó chốt. cho nên nha mọi người chúng ta chuẩn bị. Thầy ơi, à thầy ơi, xin phép cả nhà thợ làng cho em chia sẻ một chút. Đúng rồi. Cái này là cái phần qua của Khánh Chi nữa, xin lỗi Khánh Chi. Đúng rồi. Trước khi mà chúng ta đứng lên thảo luận về bài tập, thì em có chia sẻ một chút là vào tối ngày mai, ban tổ chức có một chương trình rất là đặc biệt để dành cho tất cả các nhà trong hành trình kiến tạo văn hóa Đọc Ca 1, là có một buổi chia sẻ của thầy Dương Quang Minh, cố vấn chuyên môn trường Tuệ Đức, là người sáng lập ra cộng đồng dạy con trong hạnh phúc, và thầy đã đi rất nhiều nơi trên thế giới để tham khảo những cái mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới như là ở Nhật Thái, rồi ở của người Do Thái hoặc ở Singapore. Cho nên là ngày mai thì thầy sẽ sẵn lòng dành một buổi chia sẻ với chúng ta về chủ đề là bí mật tài chính cho con. Đó, buổi chia sẻ ngày mai thì sẽ bắt đầu vào từ 19:30 trên Zoom. Và ngày mai thì khoảng chắc là tí nữa thì ban tổ chức sẽ truyền thông cho tất cả mọi người, thì không chỉ có thành viên của hành trình văn hóa 1K1 tham gia mà còn có thành viên của bên 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa tham gia nữa. Cho nên là ngày mai mọi người dành thời gian để tham dự chương trình, được không ạ? Được, mời các bạn khác nữa tham gia. Mọi người có thể kéo thêm bạn bè của mình này, vợ chồng này, hoặc là cả đồng nghiệp của mình nữa. Mọi người nhớ nha. Còn em thì lát nữa thêm ban tổ chức sẽ truyền thông cho tất cả mình cùng được biết ạ. Ok, đồng ý. Em nhớ để lại thông tin. Ngày mai chúng ta sẽ được gặp thầy Dương Quang Minh ạ. Món quà rất là ý nghĩa. Dạ. Cái phương tư tưởng về giáo dục tài chính của thầy Dương Quang Minh chúng ta sẽ không thể gặp được ở bất cứ một người thầy nào.
đặc biệt là giáo dục tài chính cho con, chúng ta sẽ không thể gặp được bất cứ một chuyên gia tài chính nào có thể nói được những điều như của thầy. Và cả nhà mình nhớ là hãy rủ cả những người bạn của mình đến xem cùng, bởi vì chắc chắn rằng là thầy, đây là cái tuyệt chiêu của thầy, những thầy rất là ít chia sẻ về giáo dục tài chính. Em thấy mới chỉ có một vài lần thôi, chứ không hề là public cái này quá nhiều. Vì vậy nên là ngày mai mọi người sẽ có một cái góc nhìn rất khác về giáo dục tài chính cho con trẻ. Hồi hộp ghê cơ. Mọi người đến nhanh không là hết chỗ đấy. Vâng, thì em bây giờ xin mời là mình quay trở lại về phần chia sẻ. Mọi người cho chị hỏi ngày mai mấy giờ của thầy Minh nhỉ? Chị vừa bị... 17, 19 giờ ạ. 19:30 ạ. Nhưng mọi người cứ vào sớm, Linh Dung sẽ mở từ 19 giờ ạ. Chị Mạc yên tâm là sẽ có truyền thông, ban tổ chức sẽ truyền thông mạnh mẽ rồi. Dạ vâng, không ạ. Bởi thầy Việt ơi, thầy Minh là một thầy từ bi mà Mão gặp, nó tuyệt vời lắm ạ. Vâng ạ. Yes. Thầy chính là đệ nhất từ bi. Vâng, mình trong ba cột đạo đức trí tuệ nghị lực thì thầy Minh là cái cột đó đó. Mai mọi người sẽ thấy trông thầy đen như một than luôn, nhưng mà thầy ấm và nóng. Rồi cảm ơn cả nhà. Dạ. Chúng ta quay trở lại, Khánh Chi chúng ta quay trở lại nhé. Của Hảo đúng không ạ? Dạ vâng. Rồi cả nhà ơi, chúng ta bắt đầu cái phần chia sẻ trình bày của cả cụm nhé. Bây giờ cùng một chuẩn bị, cả nhà nhớ cho là chúng ta có rất ít thời gian, cho nên chúng ta phải nói cố gắng là nói nhanh và súc tích. Mình sẽ keep track cái thời gian này, cho nên là mọi người cứ đến khi mà đến thời gian đó, thì mọi người hoan hỉ một chút là mình sẽ có răng nhẹ nhẹ rồi để mà chúng ta cố gắng để chốt nhé. Vì thời gian có mỗi nhà như mỗi cùng như thế có 6 phút để chúng ta trình bày rồi ạ. Bây giờ mời cùng một ai trình bày cùng một và lên tiếng ạ, và nhờ ban tổ chức chia sẻ. Rồi có rồi. Dạ vâng ạ, xin được kính chào các thầy cô, các anh chị và các bạn ạ. Em đến từ nhà 01 thuộc cụm 1. Sau đây thì nhóm của em xin được trình bày slide đúc kết về sai lầm 1 trong quyển sách Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương ạ. Khi đọc đến sai lầm 1 liên quan đến việc là các phụ huynh hiện nay thường hiểu sai về giáo dục nghệ thuật so với giáo dục tố chất, thì em đã nghĩ ngay đến hình tượng là một cái cây với bộ rễ là đại trực đặc trưng cho giáo dục tố chất là những mục tiêu dài hạn, còn giáo dục nghệ thuật là mục tiêu ngắn hạn, là phần bên trên là cây lá quả. Và với phần giáo dục tố chất thì ba khía cạnh đặc biệt được đề cập đến, đó chính là ba gốc là đạo đức, trí tuệ, nghị lực, liên quan đến đối nhân xử thế, xác lập giá trị, lý tưởng sống, khả năng thích nghi, kỹ năng sinh tồn. Và bình thường thì khi mọi người nhìn một cái cây thì một cái cây có bộ lá xanh khỏe thì chưa chắc đã có một bộ rễ tốt, nhưng một cái cây có một bộ rễ tốt thì theo thời gian thì chắc chắn là nó sẽ có những tán cây xanh tốt và sẽ đơm hoa kết quả. Và con người cũng như là một cái cây lâu năm, lá có thể là rụng đi vào mùa đông, nhưng mà bộ rễ thì sẽ tồn tại theo năm tháng, và bộ rễ có khỏe thì cây mới có thể trải qua các mùa sinh trưởng được. Và ở đây thì sai lầm của cha mẹ đó là mong cầu thiếu hiểu biết, dẫn đến là tạo áp lực và sai hướng, cuối cùng kết quả là đau khổ và thất vọng. Con cái thì áp lực không được là chính mình, không nền tảng thì dẫn đến là không hạnh phúc. Và em cũng xin được chia sẻ thêm một slide nữa của một thành viên trong nhóm liên quan đến điều gì vận hành ngầm trong cái việc là phụ huynh thường hay đề cao cái giáo dục nghệ thuật mục tiêu ngắn hạn hơn là giáo dục tố chất. Đây là một slide của một thành viên nữa trong cụm ạ. Đó là slide này thì chỉ ra cái điều vận hành ngầm trong việc là phụ huynh thường đề cao giáo dục nghệ thuật so với giáo dục tố chất. Đó là bởi vì ẩn trong đó là tham sân si. Tham là mong cầu con có thành tích cao. Sân là so sánh con mình và con người khác. Và si là thiếu hiểu biết trong việc xác định những tố chất mà con cần có trong suốt cuộc đời. Khi cha mẹ có ba động này thì sẽ dẫn đến tạo ra những đứa con thiếu ba gốc, đó là đạo đức là thiếu kỹ năng đối nhân xử thế, vô trách nhiệm, vô cảm, thiếu trí tuệ là thiếu kỹ năng sinh tồn, giải quyết vấn đề trong cuộc sống, và thiếu nghị lực là thiếu bản lĩnh, khả năng vượt khó và sự kiên nhẫn. Trên đây là hai cái slide được cụm 01
đúc kết lại nhưng mà chưa tạo thành một slide ạ. Thì em xin được chia sẻ hai slide này đến trước cả làng mình ạ. Cho em xem lại slide thứ nhất được không ạ? Vâng ạ. Dạ đây ạ. Rồi, ok, em cảm ơn. Cả nhà mình tiếp tục đi ạ. Cùng một vấn đề nhưng mà các gia đình sẽ có các góc nhìn cảm ơn khác cùng nhau. Rất là nhiều. Lại nhà không một, xin được chia sẻ thêm hai slide nữa được không ạ? Chỉ cho mọi người thưởng thức thôi ạ. Rồi, chúng ta có đâu đó khoảng 2 phút nữa nha. Cùng vâng một, ạ, được cùng ạ. Một nhé. Vâng ạ. Đây cũng là một slide của một thành viên trong nhóm ạ. Là khi nhỏ thì bố mẹ tập trung vào giáo dục nghệ thuật cho con thì dĩ nhiên là cũng có những người nhìn ra được cái giáo dục tố chất sau này thì dẫn đến là đứa con trưởng thành sẽ hội đủ ba gốc. Còn nếu bố mẹ nào mà giáo dục nghệ thuật vẫn là những cái này nhưng mà không nhìn sâu xa được thì sẽ dẫn đến đứa con thiếu ba gốc ạ. Thêm một slide nữa thôi ạ. Dạ đây ạ. Đây là slide của một thành viên là thể hiện qua việc là mỗi một cái bình nước thì sẽ tưới tắm lên những cái cây khác nhau và cho ra thành quả khác nhau ạ. Một cái cây thì phát triển rất là to đẹp và một cái cây thì rất là còi cọc ạ. Đó là do bố mẹ đã tưới tắm những gì lên các con. Và, nhà không một xin phép được hết ạ. Cho em quay lại cái slide của dẫn ạ. Slide trước này phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Hình hai bố con đang đá cầu đấy ạ. Đây là bạn hồi bé và bạn khi đã trưởng thành ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, cụm hai có thể bắt đầu ạ. Rồi, cảm ơn cụm một rất nhiều. Ghê lấy ý tưởng của Phương Đông đưa vào triết lý của Phương ý tưởng của phương Tây đưa vào triết lý của phương Đông. Rồi cảm ơn nha cùng một nha, bây giờ cùng vừa hết giờ của cùng một rồi đấy. Chúng ta bắt đầu với cùng hai nha. Cùng hai ơi, ai là người sẽ đi mai ở cùng hai? Dạ vâng, em xin phép trình bày cùng hai. Em là Tùng ở nhà không hai thì cùng hai xin thêm một chút thời gian nữa, bởi vì là trong cái slide thì cũng hai đã làm xong rồi nhưng mà cái video cũng hai muốn chia sẻ thêm để cả nhà có cái góc nhìn đấy ạ. Dạ vâng. Thì về cái slide thì dạ đây ạ. Theo cái đúc kết phần sai lầm số 2 là về con cái đòi hỏi quá nhiều và cha mẹ đáp ứng các cái đòi hỏi của con. Thì nhà không hai thì chúng em thấy là cái trình bày theo cái nhân duyên quả nó sẽ bộc lộ được rõ nét cái phần này. Có thể ở đây nhân là cái tâm si của cha mẹ. Thì trong ba cái phần là đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì cái phần trí tuệ sẽ thể hiện ảnh hưởng nhiều nhất. Cha mẹ không nhận thức được rõ đa chiều đúng đắn và biết được cái nhân quả với cái việc là mình có cho phép con được đòi hỏi hay không. Và ngoài cái góc ở cha mẹ thì còn có cái góc của con cái liên quan đến cái việc là tâm tham của con. Trong cái tham sân si thì hầu hết là sẽ thể hiện ở cái tâm tham là nhiều nhất, muốn nói đến cái nhu cầu. Và cái nhu cầu này thì cũng được thể hiện dưới các cái cấp độ, thì bọn em cứ lấy theo cái tháp nhu cầu của Maslow là có 5 cấp độ. Và với những cái trẻ từ các cái độ tuổi khác nhau, ví dụ từ 0 tuổi cho đến trưởng thành sẽ có các cái nhu cầu khác nhau. Và khi nó được đáp ứng các cái nhu cầu, các cái đòi hỏi của nó thì thường nó lại muốn thêm, thì cái tâm tham nó bắt đầu bộc lộ rõ nét. Và
Với các cái đòi hỏi như vậy thì cha mẹ có hai cách xử lý. Thứ nhất là cha mẹ có thể là thỏa mãn tức thời, nuông chiều con, thì con sẽ sinh ra thiếu nghị lực, và cái thiếu nghị lực thể hiện rõ nhất còn có thể có cái thiếu đạo đức và thiếu trí tuệ nữa. Và cha mẹ có thể có lựa chọn thứ hai, đó là theo cái nguyên tắc là có làm có hưởng, và cha mẹ sẽ trì hoãn lại cái sự thỏa mãn nhu cầu của con, thì sẽ góp phần xây dựng cái đạo đức trí tuệ nghị lực cho con và giúp cho con có cái được sự thành công cao hơn trong cuộc sống và cao hơn cái tính nghị lực. Thì đấy là cái đúc kết ngắn gọn của nhà 02. Và nhà 02 em thì sẽ có thêm một cái video bổ sung nữa để cho chúng ta thấy rõ hơn cái góc nhìn này dưới cái việc là từng thành viên nhà 02 có con ở các độ tuổi là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và góc độ là người trưởng thành. Thì bây giờ là sẽ là cái video và mời các anh chị trong làm mình cùng xem ạ. Chào anh chị, con em hiện tại là 2 tuổi, bé thường có những cái đòi hỏi liên quan tới dành đồ chơi với chị. Thứ hai là muốn ăn cái bánh, cái kẹo hay là cái bim bim, và muốn được bố, được mẹ bế, tranh bố mẹ với cả chị. Thì khi con có những cái biểu hiện như vậy thì vợ chồng em thường là có thể đáp ứng cái yêu cầu của con luôn, nếu trong một số tình huống là nó hợp lý, nhưng cũng có lúc là trì hoãn hoặc là đánh lạc hướng con sang cái nội dung chủ đề khác. Và cái lỗi mà đáp ứng mọi nhu cầu của con thì em thường là thấy ở bản thân mình cũng tương đối nhiều và chiếm khoảng tầm 80%. Xin chào tất cả các anh chị. Nhà em có một bé gái 9 tuổi và em đã mua cho con một số những cái cuốn sách về danh nhân thế giới. Và sau khi đọc xong những cái cuốn sách mà em đã mua thì con có một cái yêu cầu là mẹ mua cho con những cái cuốn về các danh nhân khác. Tuy nhiên thì lần này em đã không đáp ứng ngay lập tức những cái yêu cầu của con và đưa ra một số những cái lý do và phân tích cho con hiểu là vì sao mẹ chưa mua ngay. Và có một cái lời đề nghị đối với con là con sau khi con sẽ tóm tắt xong những nội dung trong cuốn sách và rút ra bài học cho mình thì em mới mua tiếp những cái cuốn sách đó cho con ạ. Xin chào các anh chị em. Em là một giáo viên trung học cơ sở. Đến lứa tuổi cấp 2 này, em thấy nhận thấy rằng là những cái học sinh bắt đầu bước sang lứa tuổi dậy thì cái sự biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý nó quyết định đến cái nhu cầu của các em rất là lớn, nó tăng lên cả về số lượng và mức độ. Cái nhu cầu lớn nhất của các học sinh trung học cơ sở là lứa tuổi cấp 2, đó là khi các em bước vào tuổi dậy thì các em cơ thể phát triển rất là nhanh, các em cảm giác như mình là một người lớn, nhưng mà thực ra về cái tâm lý thì các em vẫn còn là một đứa trẻ. Nên các em dễ dàng có những cái hành động, có những cái biểu hiện, đặc biệt là cái nhu cầu về cái sự tự thể hiện mình, khẳng định mình và được công nhận, cái quyền quyết định. Và các em thường là có cái thái độ chống đối hoặc là học tập theo những thói hư tật xấu rất là lớn, thực chất là để khẳng định mình đã là người lớn và được công nhận mình là người lớn. Có những cái rất nhỏ, ví như cái nhu cầu về vật chất, các em lớn từ cấp 2 thường là có sự chống đối ngầm về những cái áp đặt về mặt vật chất, ví dụ như đồng phục, ví dụ như là sách vở. Các em thường là mong muốn mình được mặc quần áo tự do, được viết những cái quyển vở do mình thích, sử dụng những đồ dùng mà mình thích. Ở gia đình các em thường hay so sánh gia đình mình với các gia đình khác, và cũng thường yêu cầu bố mẹ là chu cấp cho mình những cái thứ, những cái đồ vật mà cũng giống như những cái bạn khác ở trong lớp. Với cái nhu cầu khẳng định mình thì các em còn có cái sự giao lưu, và đặc biệt là không chơi hòa đồng như trước nữa mà thường là chơi thành các cái nhóm mà có cùng nhu cầu, có cùng sở thích. Và để khẳng định mình là người lớn, để được công nhận mình là người lớn, nếu như không được giáo dục một cách đúng hướng, hướng về cái ba gốc chân thiện mỹ, thì các em dễ dàng bắt chước những cái hành vi lệch lạc để khẳng định mình,
ví dụ như là hút thuốc, uống rượu. Anh Tùng ơi, anh mở mic đi ạ. Cái bản thân các em muốn khẳng định và có nhu cầu được công nhận mình là người lớn mà thôi. Cái này thì bố mẹ có thể cân nhắc nhu cầu về vật chất, là kẹp vào đấy cái giáo dục để định hướng cho con mình là cái gì nên, không nên. Còn các thầy cô giáo cũng rất là nên thông cảm và đồng hành trở thành người bạn lớn của các em. Công nhận các em, khích lệ động viên các em đúng lúc để các em không cần phải tìm đến những cái biện pháp tiêu cực để chứng tỏ mình. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào các bạn. Mình có một con trai năm nay lớp 11. Ở lứa tuổi của con thì ngoài những nhu cầu, những cái mong muốn giống như ở các lứa tuổi nhỏ cấp 1, cấp 2 thì con còn có thể hiện rất mạnh nhu cầu ở bậc 3 và bậc 4 của tháp nhu cầu Maslow. Đó là ở bậc 3 thì con có nhu cầu giao tiếp xã hội, kết nối với nhóm bạn bè, kết nối với các nhóm trên mạng xã hội ở ngoài đời thực. Ở bậc 4 thì con có nhu cầu được tôn trọng, được cha mẹ, mong muốn cha mẹ đối xử với mình như là một người lớn. Thì dựa trên những cái nhu cầu ở tháp nhu cầu Maslow đó thì con có những cái mong muốn hoặc những cái nhu cầu chi tiết. Ví dụ cụ thể như ở bậc 3 thì con mong muốn là cuối tuần đi giao lưu với các nhóm bạn bè, rồi là liên kết, liên hệ với các bạn qua mạng xã hội. Ở bậc 4 thì con có nhu cầu được tôn trọng, được đối xử như là một người lớn, được tự quyết định những cái việc liên quan tới mình. Thì với tất cả những cái mong muốn và nhu cầu của con thì mình phải xác định, mình thường xác định đó là nhu cầu thiết yếu hay không, hay chỉ là một mong muốn. Mong muốn đó là cái nhu cầu ít thiết yếu, có cũng được, không có cũng không sao. Và những cái nhu cầu và những cái mong muốn đó, nó nguyên nhân là gì? Nguyên nhân có xuất phát từ ba gốc rễ: trí tuệ, đạo đức, nghị lực hay không. Để từ đó mình đưa ra quyết định là có đồng ý luôn hay không, hay là có sự trì hoãn, hay là có sự điều kiện trước khi đồng ý, trước những mong muốn và nhu cầu của con. Ví dụ như là con muốn được đi chơi cuối tuần thì con trước tiên phải hoàn thành việc nhà và đảm bảo không ảnh hưởng tới học tập. Con muốn được tôn trọng, đối xử như là người lớn để ra quyết định những cái việc của mình, nhưng phải đảm bảo trên cái chuyện là những cái quyết định đấy của con cần phải trao đổi trước với bố mẹ và phải đảm bảo được cái vấn đề an toàn cho bản thân con, ví dụ như đi chơi xa với bạn bè. Đó. Thì lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế mình cũng thỉnh thoảng mắc những cái lỗi này, chiếm khoảng 20%, bởi vì mình bị những yếu tố cảm xúc xen vào khi đưa ra quyết định. Và những yếu tố cảm xúc đó khiến cho mình vội vàng quyết định cần tỏ đồng ý, hoặc cũng có thể con biết rằng là bố không đồng ý thì lại xin mẹ. Xin hết ạ. Em xin chào các anh chị ạ. Sau khi đọc chương 1 của cuốn sách vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, em đã phần nào hiểu hơn được tấm lòng của người mẹ. Trước đây thì em luôn luôn không hiểu tại sao mà mẹ luôn nghiêm khắc với mình, hay là mẹ không yêu mình. Mỗi khi mà em đòi hỏi một cái gì đó thì mẹ thường đưa ra các điều kiện. Và em luôn tự hỏi là tại sao mẹ con mà lại luôn luôn phải có điều kiện như thế. Bây giờ thì em đã hiểu là mẹ muốn em cố gắng hơn, có làm thì mới có hưởng đấy ạ. Và chính vì thế mà em cảm thấy là em cảm thấy rất có lỗi khi mà mình đã giận mẹ. Em đã giận mẹ một khoảng thời gian rất dài, và sau đó khi mà lớn lên và đọc một sách em mới hiểu hơn. Và em cũng đang nói là xin lỗi với mẹ và nói là yêu mẹ. Dạ vâng, em xin phép được kết thúc cái phần trình bày của cụ hai ở đây ạ. Cảm ơn anh Tùng rất nhiều. Video hay quá cho nên không dừng lại được, mặc dù là cái timer nó đã kéo từ lâu rồi. Rồi.
Cuối cùng vị trí. Rồi, xin mời, tiếp tục là xin mời nhà cùng thủ ba. Dạ, dạ, chào, chào cả nhà. Ban xin nhờ ban tổ chức là chia sẻ dùm cái slide hình ảnh có gửi trên nhóm. Em hành trình đó ạ. Dạ vâng ạ. Ở đây em thấy có nhiều slide, không biết là nhà mình muốn đăng slide nào ạ? Cầm ba cái biết sai lầm ba, biết yêu mà không biết dạy đó. Rồi ạ, xin mời cùng ba ạ. Dạ, dạ, em là Trao, là ở nhà 16 ạ, đại diện cho cộng ba, để nói về cái slide, slide làm ba biết yêu mà không biết dạy ạ. Cái slide mà trước mặt mọi người thấy á, thì đó là nhờ cái trí tuệ tập thể của 60 anh chị em trong 6 nhà. Hoàn thành ạ. Với 40 trong 60 thành viên trong 6 nhà thì trong đó thì có lại có 41 có anh chị em đã là cha mẹ đã có rất là nhiều kinh nghiệm, và 19 anh chị em còn lại thì chắc là có thể là trong tương lai chắc chắn cũng sẽ là cha là mẹ. Thì đối với cái chủ đề là biết yêu mà không biết dạy thì cậu ba có đưa ra là ba cái vấn đề chính là yêu, dạy và rèn. Thì rõ ràng thì khi mà con người thì mình hay bất cứ loài vật mình nào mà sinh ra thì bản năng trước tiên hết thì đều là yêu thương. Giống như trong cuốn sách mình đã đọc rằng là khi mà sư tử con á, thấy sư tử mẹ mà thấy sư tử con bị thương tích á, thì mẹ cũng với tình yêu thương của mẹ thì yêu thương quá cho nên á, là đã để cho sư tử con không phải làm và không phải làm và mọi cái thì chỉ có sư tử mẹ và sư tử em sau săn bắt và đem về thôi. Và chính vì cái quá trình như vậy mà lặp đi lặp lại á, thì sau này khi mà sư tử mẹ không còn nữa thì hai anh em á, đi ra ngoài đi ra săn bắt thú thì em có thể săn bắt được nhưng anh lại không. Ông và lúc này sư tử anh ngã quỵ thì mới nghĩ đến rằng là lúc hồi đó mẹ đã quá yêu thương mà còn lo lắng cho sư tử anh, sợ sư tử anh đau á, cho nên á là trở nên lúc này là trở nên là hận mẹ vì đã không có chỉ vẽ bày vẽ những cho sư tử anh. Thì mọi người thấy đấy, ngay cả một những loài vật á thì cái bản năng yêu thương của họ của nó vẫn là rất là lớn, thì con người chúng ta cũng vậy thôi, bản năng yêu thương rất là lớn. Nhưng cho nên nếu mà chỉ yêu như vậy thôi thì con cái sau khi trưởng thành nó sẽ không có trưởng thành, nó sẽ mất đi cái khả năng phát triển của con cái. Cho nên ngoài cái yêu ra thì ở đây cụm ba còn đưa ra là dạy và rèn. Mà nếu mà chỉ dạy thôi á thì dạy mà không có tính kiên quyết, không có một quá trình á rèn giũa thì con cái hay cũng
chứng nào tắt máy mà quay trở về lại điểm xuất phát. Cho nên chúng ta phải cần kết hợp giữa cả dạy và rèn, rèn giữa để và lòng vào đó là tình yêu thương của cha mẹ. Khi đó thì chúng ta sẽ hình thành nên một người con á, ở đây là phát triển về cả ba góc. Thì ba góc ở mình á, thì mình đã được biết đến là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Nhưng mà vẫn áp dụng theo cái cuốn sách một chút thì chính là ba cái chìa khóa mà trong cuốn sách có ghi là tự tin, khoan dung, kiên cường. Thì theo cái sự hiểu, em có thể nghĩ ý tương đồng là như vậy. Bởi vì có trí tuệ thì con người ta sẽ tự tin hơn. Ừ, và cũng không thể thiếu lòng khoan dung khi bước ra, hớt ra ngoài, và cái sự kiên cường, quyết liệt sẽ giúp thêm phần nào tự tin ạ. Quay trở lại cái một chủ đề chính, thì khi mà không biết dạy con trong không biết dạy hoặc là dạy con trong sự vô minh đó, thì sẽ đưa đến cái thương đau hay cái khổ đau của con sau này. Giống như lúc nãy cha có nói là dẫn dắt về sự cái câu chuyện về sư tử đó, thì chỉ yêu thương thôi, đầm bọc thôi, thì sau này cũng có khả năng cao là con cái sẽ vì không có thể làm được mà quay trở lại lại hận ngược cha mẹ. Đó cũng là một cái phần trăm nó rất là nhiều ạ. Và ngoài ra nữa thì nó cũng có thể đưa ra cái sự khổ đau về mặt trưởng thành của con cái ấy, bởi vì là cái tính tự tin, tự ti yếu đuối khi không được cha mẹ rèn giũa, thì sẽ làm con trẻ sẽ trở sau này về mặt trưởng thành nó sẽ không có mục tiêu chí hướng, thì sẽ đánh mất đi cái mục tiêu của con cái, thì khi đó thì sẽ con cái sẽ dễ rơi vào cái trạng thái rằng là khổ đau. Và cái lòng ích kỷ đây cũng dễ tăng cao à. Đây là cụm ba có đưa ra cái câu nói gửi gắm mọi người là yêu đúng cách thì con sẽ nên người. Khi yêu đúng cách ở đây là chúng ta sẽ vừa kết hợp cả yêu, cả dạy, cả rèn. Chúng ta có thể dạy giao hòa được ba thứ ấy thì con cái sẽ có khả năng sẽ nên người rất hơi à. Và một cái câu nói là cụm ba có thấy cũng hay hay đưa đến cho cả làng mình cùng thận, đó là đừng giới hạn những đứa trẻ trong sự hiểu biết của chính bản thân bạn, bởi nó được sinh ra vào thời gian khác bạn ạ. Bài nói của cụm ba đến đây là hết ạ. Xin cảm ơn cả làng đã lắng nghe ạ. Rồi, cảm ơn tất cả làng đã lắng nghe bạn Châu của chúng tôi. Cả nhà ơi, chúng mình hãy thả cho bạn Châu một tràng pháo tim thật lớn, bởi vì bạn Châu rất ngại ngùng khi chia sẻ trên toàn làng, và hôm nay thì Châu đã vượt qua chính mình và bài chia sẻ của Châu vô cùng xuất sắc và sâu sắc. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người thả cho Châu một tràng pháo tim ạ. Vâng. Cảm ơn chị Mào rất nhiều, cảm ơn Châu rất nhiều, rất hay. Vâng ạ, cụm số 3 của chúng tôi gồm 6 gia đình, từ muôn phương đi chung một con đường, đến nơi đây dưới mái làng yêu thương. Vâng ạ, đó chính là phần kết của cụm ba chúng tôi qua bài Bạn và tôi của làng Mai. Có 41 thành viên trên 60 thành viên đã lập gia đình, và qua trải nghiệm thực tế thì chúng tôi muốn gửi đến tất cả các anh chị em một câu ngắn gọn, đó là con tự lập, mẹ tự do. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị em chúng ta đã lắng nghe và đóng góp ý kiến. Xin được có cảm ý kiến cho cụm ba. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cụm ba. Thôi chúng ta tiếp tục nha, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian là chúng ta phải tiếp tục thôi. Xin mời cùng bốn. Cùng bốn xin mời... 21. Vâng ạ, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày Chủ nhật thật là an vui. Mình tên là Lưu Thùy Dung, nhà 11. Xin phép đại diện cho cụm 4 để đúc kết về sai lầm số 4 trong cuốn sách này, có tên là
chăm sóc quá mức, quan tâm quá mức, lo lắng quá mức. Chắc hẳn chắc trong rất nhiều anh chị và bố mẹ trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đều được chứng kiến và được nhìn thấy rất là nhiều những hình ảnh chúng ta bắt gặp ở bên ngoài. Những hình ảnh bạn nhỏ được bố mẹ bế trên tay rong ruổi khắp ngõ để đút từng thìa cơm. Hình ảnh những em bé khóc lóc ăn vạ nằm lăn ra đất để đòi bằng được bố mẹ mua trò chơi mà bé muốn. Hay hình ảnh những em bé học khắp các lớp học vừa tan trường ăn vội ổ bánh mì trên xe mẹ để chuẩn bị vào lớp học thêm. Hay hình ảnh một bà mẹ đang gào thét, sao con lại làm như thế, con phải làm thế kia, con lớn rồi con phải nhường em chứ. Vâng, rất rất nhiều những lời nói hành động. Các anh chị ở đây, đặc biệt là những anh chị đã có gia đình rồi, có thấy quen không ạ? Những hình ảnh chúng ta được gặp, được chứng kiến rất nhiều, rất phổ biến trong nhiều gia đình nhiều Việt Nam. Và hệ quả của những hành động, những lời nói đó là những em bé thiếu tự tin, luôn sợ hãi, sợ vấp ngã, sợ đau, luôn ỉ lại trông chờ vào người khác, vào bố mẹ. Còn các bố mẹ thì luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, áp lực và rất nhiều gánh nặng trên vai. Mình luôn làm thay con, làm hộ con, sợ con đau, sợ con ngã, sợ con bị bắt nạt, sợ con bị tiệt, bị điểm thấp, nghĩ cũng nghĩ hộ con luôn. Rồi một ngày đẹp trời khi con rời xa vòng tay bố mẹ, con phải đi học xa nhà, đi làm, cuộc sống riêng, con thiếu khả năng tự lập, thiếu khả năng phân tích tư duy, thiếu sự thấu hiểu, đồng cảm, bị cô lập và bế tắc. Vậy ẩn chìm trong những hệ quả đó là những nguyên nhân gì? Cụm 4 cũng đã chia sẻ thảo luận với nhau rất nhiều, có rất là nhiều những nguyên nhân đến từ khách quan, chủ quan, từ bối cảnh của thời đại, xã hội đến hoàn cảnh gia đình truyền thống của người Việt Nam. Thì những nguyên nhân gốc rễ đằng sau đó thì cụm 4 cũng đã được đúc kết lại như trên hình ảnh. Vâng, xin mời bên nhà 15 có thể giúp những hình ảnh share slide lên trên làng ạ. Chắc hẳn các anh chị cũng đã nhìn thấy trên đó là có ba gốc rễ, ba cái đỉnh của tam giác ba đập, đó chính là ba cái nguyên nhân gốc rễ mà cụm 4 đã đúc kết, ba chữ tham sân si. Mình xin phép được diễn giải cụ thể hơn ba cái tam độc này. Bố mẹ có yêu thương các con không ạ? Không ạ, bố mẹ rất yêu thương các con, yêu rất nhiều ạ, nhưng tình yêu ấy không đúng cách, sự hy sinh ấy quá mức, luôn bảo bọc con quá mức, không cho con tự ngã, con sẽ không thể tự đứng lên. Một cái đỉnh thứ hai là liên quan đến chữ si. Bố mẹ cũng thiếu một trí tuệ sáng suốt, đủ để nhìn nhận, đủ để phân tích tường tận gốc rễ vấn đề, không cho con tự tư duy, tự suy nghĩ, tự kiến giải, mà làm hộ con, nghĩ cũng nghĩ hộ con. Đỉnh thứ ba, đồng thời bố mẹ cũng thiếu một sự kiên trì. Nuôi dạy con ở đây là cả một quá trình để thấy cái sai để sửa, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Rèn luyện thành thói quen, tính cách cũng cần phải có sự thời gian để sửa đổi, không thể nóng vội nhảy giai đoạn ngay và luôn để có kết quả được. Vâng, đứng trước ba cái đỉnh và tam giác ba độc đó là những nguyên nhân cốt lõi thì chúng ta chắc hẳn sẽ có được một cái giải pháp rất đúng đắn. Thì với cái giải pháp của cụ 4 đưa ra, đó chính là một cái tam giác màu xanh mà các anh chị đã nhìn thấy trên màn hình. Ba gốc rễ đó được biểu trưng bằng các cái từ ngữ, đó là đạo đức, nghị lực, trí tuệ. Ở đây đó là một trí tuệ sáng suốt, tưởng minh, một tình yêu thương bằng lý trí và một sự kiên trì, hình thức. Dù chúng ta áp dụng bất kỳ một cái hình thức hay là một cái phương pháp nào thì đều có một cái điểm chung chỉ nam đứng trước. Đó là một câu nói mà cụ 4 xin được dành tặng cho các anh chị, đó là connect before correct. Nghĩa là chúng ta cần kết nối với con trước, làm bạn với con trước, để đồng hành với con trước khi mà chúng ta đưa ra bất kỳ những giải pháp nào để nuôi dạy con. Hãy để con được tự lập, tự giác, để con được vấp ngã, để tự biết đứng lên, để con được lựa chọn và rút ra bài học, để con được tư duy, phân tích và tìm ra cách giải quyết, để con được rèn luyện có một sức khỏe vững vàng. Chỉ khi chúng ta kết hợp ba yếu tố đạo đức, nghị lực, trí tuệ, chúng ta sẽ nuôi dạy những đứa con một cách trưởng thành, hạnh phúc. Vâng ạ, hãy nuôi con bằng yêu thương, nhưng dạy con thì bằng lý trí ạ. Trên slide hình ảnh thì cụm 4 cũng đã có những dụ tâm trong việc mình sử dụng màu sắc. Ở đây là có hai hình tròn, hai cái vòng tròn đồng tâm để có sự chuyển hóa từ màu đỏ sang màu xanh và có sự chuyển đổi dần dần những cái tông màu từ nhạt sang đậm, để mọi người có thể thấy là có những cái bước bao và có cái những bước đèn đỏ chúng ta phải dừng lại, và những cái màu xanh là chúng ta có thể hành động đúng đắn theo con đường và định hướng mà chúng ta đã lựa chọn. Dạ, rất cảm ơn cả làng cũng lắng nghe ạ, và em xin kết thúc phần trình bày của mình ạ.
Tuyệt vời, cảm ơn Duy Dung. Dòng hay, nói hay. Mình tự hào với nhau cùng với một tí. Đó rồi, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Tiếp theo thì chắc có lẽ là chúng ta theo chương trình. Minh Hảo ơi. Minh Hảo ơi. À, em đây ạ. Rồi, bây giờ thầy Hảo đã nghe mọi người nói rồi. Bây giờ Hảo có thể kiểm tra. Ok ạ. Thì nói chung là đến thời điểm này thì sẽ không có những cái nhận xét đâu, mà là những cái bài của mọi người, cái sự đúc kết nó đã sâu sắc và nó đã thực sự thể hiện được cái ý đồ mà mình muốn truyền tải. Thì em sẽ đi qua một lượt những cái bài của nhà mình. Tất cả các nhà đều chia sẻ rất là hay và tuyệt vời. Và em rất là muốn em một chút nha. Những cái việc mà mọi người đưa ra thực sự nó rất là nền tảng. Ở trong cái sai lầm một thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây ạ. Cái đúc kết của nhà một, của cụ một về cái vấn đề là giáo dục tố chất và các cái nghệ thuật, thì cái này hầu như là chúng ta đều đã nhìn thấy rất là rõ rồi đúng không ạ? Thì cái slide này nè của nhà không một thì sẽ giúp chúng ta nhìn rất là rõ cái gì là tố chất và cái gì nó là nghệ thuật, tức là nó là cái yếu tố biểu hiện thôi. Ví dụ như là điểm số này, thứ hạng, bằng cấp, thành tích công việc, tài sản. Những cái này nó là biểu hiện của cái tố chất. Cũng như kiểu là nhìn cây lá thì chúng ta sẽ biết được là cái bộ rễ của nó khỏe hay không. Nhưng mà giống như cái nhà không một là chúng ta rất tỉnh đấy ạ. Tức là nhìn cái lá thì chưa chắc là các anh có thể đoán được là bộ rễ có khỏe. Bởi vì rằng là do cái sự chín ép, do sự thúc giục, rồi là do cái sự là chúng ta phun tưới xịt. Cái việc phun tưới xịt đấy chính là cái biểu hiện của cái việc là bố mẹ của chúng ta là sao ạ, mua điểm cho con nè, rồi là chúng ta chạy đua thành tích đúng không ạ? Đó, và chúng ta đưa những cái mong cầu của chúng ta vào làm sao để con đạt được những cái điểm số thứ hạng và bằng cấp này là được, và chúng ta không quan tâm rằng là nó có bộ rễ của con nó có tốt hay không. Và chúng ta cần phải lưu tâm rằng khi chúng ta càng focus vào thằng cành lá này thì cái sự quan tâm của chúng ta với tố chất nó càng yếu đi. Và nếu không có sự quan tâm thì chắc chắn là nó sẽ tàn bạo, thì chắc chắn cái bộ rễ này của con nó sẽ bị ảnh hưởng tệ rất nhiều, chứ không phải là nó không bị ảnh hưởng gì. Tức là chúng ta cứ nghĩ rằng là không, tôi cứ vậy thôi, tôi cứ phải xem ra là bằng cấp thứ hạng người bằng số của con như thế nào, rồi sau đó thì là cái bộ rễ thế này thì nó phát triển tự nhiên, nó cứ tự đi như vậy, nhưng không có phải. Ở trên này càng được tưới tắm bao nhiêu, càng được chăm bẵm bao nhiêu thì cái bộ rễ nó càng lười biếng bấy nhiêu và nó càng tiêu giảm bấy nhiêu. Cái gì không cần dùng đến thì nó sẽ tiêu giảm, đấy là cái nguyên lý cơ bản của tự nhiên đó mọi người. Thì khi mà chúng ta focus vào cái thành tích và công việc và tài sản và cái điểm số của con thì tự nhiên cái tố chất của nó sẽ bị thui chủng, chứ không có chuyện là nó còn nguyên và nó được phát triển bình thường. Mọi người hình dung lại thì em không? Thì cái slide này của nhà không một đó, là một cái slide mà được rất là biểu, nó rất là khái quát và đầy đủ ý cho cái sai lầm không một này rồi. Thì đấy là cái rất là hay. Ngoài ra thì ở đây mọi người có nhìn thấy này, có cái cách của các chị chia sẻ về việc là cha mẹ này. Và lúc này mũi tên chỉ xuống đây là nó tạo thành con cái. Đó, mà chúng ta sẽ nhìn vào cái công thức này của nhà không một là chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái gốc nó là cha mẹ, còn cái con cái nó cũng chỉ là biểu hiện mà thôi. Đó, vậy thì chúng ta sẽ quên đi cái việc rằng là cải tạo con. Đúng không ạ? Nhìn lá thì biết đất khô, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình đó, là câu này.
Rồi, tiếp theo là cái slide cũng đúng. Cái slide này nó cũng cùng cái ý như thế nữa. Và cái sự trình bày rất là đẹp, đúng không? Sự minh họa. Thì nếu mà ở đây á, nếu mà là em góp ý cho em một chút được không? Thì cái cụm lá này này, em sẽ để nó là cái điểm số thành tích vật chất các kiểu này. Còn cái gốc này của nó là đạo đức trí tuệ nghị lực, ok rồi. Nhưng mà trong cái bình này là cái gì? Giống như bên này này. Bên này của mình đang trang bị trong cái bình này này. Trong cái bình này là trang bị kỹ năng rèn tâm, nghị lực, giáo dục khuôn khổ, thích nghi và trưởng thành. Nếu vậy thì trong cái bình này là cái gì? Vậy thì điểm số thành tích thì nó sẽ là cái lá này. Còn cái bình này này chính là đáp ứng vật chất, nuông chiều vô lối và chăm sóc quá mức. Thì nhà 05 có hiểu ý tưởng chỗ này của em không ạ? Tức là cái lá này nó là điểm số thành tích và bằng cấp. Còn trong cái bình này này là chính là chúng ta tưới vào nó cái sự đáp ứng quá độ, vô chiều, nuông chiều vô lối và chăm sóc quá mức. Thì khi mà mình bóc được cái đấy ra là mình sẽ hiểu được là đâu là cái nhân, đâu là cái duyên chẳng hạn. Cái duyên chính là cái bình này này. Và nó sẽ trổ ra cái quả chính là cái lá hay là cái củ. Đó, thì em chỉ góp ý một chút ở cái slide này thôi. Thì ra hình ảnh rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ là sai lầm thứ hai. Sai lầm thứ hai thì cái slide này của mọi người có thấy đầy đủ không ạ? Rất là đầy đủ đúng không ạ? Đã đầy đủ thì chớ cái video của nhà cục số 2 rất là tuyệt vời. Và cái việc là có các cha mẹ của rất là nhiều người con trong các cái độ tuổi khác nhau, và trong cái clip cũng đã nói rất rõ về việc là các cái độ tuổi thì nhu cầu của các con nó sẽ khác nhau, và cái video đấy sẽ minh chứng hơn cho cái slide này. Đó là gì ạ? Đó là nhu cầu về cơ thể, nhu cầu về sinh tồn và an toàn. Thì ở đây các anh chị chia rõ độ tuổi luôn, đúng không? 06 bắt đầu giao thoa giữa an toàn và tình cảm là từ 6-12, giao thoa dần lên là 12 và 18 tuổi, và giao thoa dần lên là người lớn và trưởng thành. Nhưng ở đây có một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là trong cái sự đòi hỏi của con ấy thì gọi là vô lý và có lý. Cái mà ở đây tác giả muốn nhấn mạnh cho chúng ta cái đòi hỏi vô lý là gì? Theo mọi người thì đòi ăn kẹo có phải là vô lý không? Và đòi đọc sách thì có phải là có lý không? Mọi người cho em một câu trả lời bất. Nếu mọi người thấy là đúng là như vậy thì mọi người comment số 1. Còn không thì mọi người cho em câu trả lời. Cho con đòi ăn kẹo, đòi uống sữa, con đòi đi chơi thì là đòi hỏi vô lý. Còn con đòi mua sách này, con đòi đến thư viện này, con đòi đi thăm bà, thăm ông thì là đòi hỏi có lý. Mọi người cho em câu trả lời với. Tùy trường hợp ạ, tùy thời gian địa điểm ạ. Dạ, anh còn nói rõ giúp em hơn được không ạ? Ví dụ như là nói là đòi mua sách nhưng mà cái sách đó không đúng độ tuổi nhà hàng, thì có thể là đó là điều đòi hỏi mình tưởng là có lý nhưng mà thực ra không vô lý. Dạ, tức là mình phải quan tâm đến cái nội dung sâu hơn của nó nữa đúng không ạ? Vâng. Vậy còn cái việc mà ăn kẹo này, mua đồ chơi này, rồi không chia sẻ với bạn bè, đấy là những cái nhu cầu của con, những cái đòi hỏi của nó không cho phép mình chia sẻ, thì đấy là cái điều kiện là có lý hay là vô lý ạ? Cũng tùy theo điều kiện. Ví dụ như là nếu có bạn bè mà con cần có kẹo để chia sẻ với bạn bè, đó là một điều tốt, mà ví dụ như sau khi ăn cơm xong con đòi ăn kẹo thì đó là điều đòi hỏi vô lý, ví dụ như vậy. Ý em là nó không chịu chia sẻ đó. Nó bảo là con không chia sẻ, con không muốn chia sẻ, thì đấy là vô lý hay là có lý? Điều đó mình phải tìm, tùy thuộc vào mình có thể tìm hiểu sâu hơn. Có lẽ là khi bạn bè, nhưng mà người bạn đó thường thường là nó không chia sẻ với con mình, thì con mình vẫn có lý khi nói là nó không chia sẻ với bạn, chưa bao giờ chia sẻ. Khi đó thì mình phải giải thích cho con là vấn đề đó là bạn, thì tùy của bạn, con mình thì là việc của mình phải chia sẻ với bạn, và sau đó thì mình thay đổi mình trước, sau đó thì bạn sẽ thay đổi với mình, ví dụ như vậy. Dạ, đúng rồi ạ. Một người bố đã chuyển hóa, đúng không? Rất là linh hoạt. Đấy thực sự là vấn đề đó mọi người. Anh rất là tỉnh táo.
bằng cái việc là khi chúng ta thấy rằng những cái gì mà nó thuộc về cái việc dễ hình thành thói quen xấu của con ấy, là mình quy chụp cho nó là đòi hỏi vô lý. Còn cái gì mà cảm thấy mình thích mà mình thấy nó hướng thượng, như kiểu là đọc sách, thăm người khác, rồi là chia sẻ cái đó cái kia, thì chúng ta thấy rằng cũng là họ đấy là có lý và mình có thể đáp ứng được ngay. Và tất cả những cái gì mà chúng ta cho rằng có lý ấy, là mình sẽ đáp ứng cho con ngay lập tức. Còn cái gì vô lý đối với mình, thì bây giờ chúng ta cần phải xét nghiệm lại là những đòi hỏi của con là vô lý với mình hay là vô lý với con, có lý với mình hay là có lý với con. Cái điều kiện mà chúng ta coi là vô lý tức là cái điều kiện không thể thực hiện được. Ví dụ như rõ ràng là trong cái gói kẹo này hết sạch kẹo rồi mà con muốn ăn thêm thì đấy chính là điều kiện vô lý. Thế đây chính là cái để chúng ta giải mã cái mong cầu của chúng ta đưa đến sự đau khổ này. Đó là chúng ta mong cầu cái thứ mà không thể có được thì sẽ đưa đến đau khổ. Thì đó chính là cái tâm tham. Còn mà nếu mà cái mong cầu của chúng ta ấy, là nó gì ạ? Nó có thể đáp ứng được trong khả năng của chúng ta. Và chúng ta tận dụng nó để chúng ta trì hoãn. Đúng không? Chúng ta trì hoãn. Thì chắc chắn đấy sẽ là một cái cơ hội để rèn cái nghị lực của con. Đó là cái năng lực chờ đợi và cái năng lực gì ạ? Thực hiện yêu cầu để có được điều mà mình muốn. Thì lúc này chúng ta cần phải tránh kiến lại cái điều kiện có lý và điều kiện vô lý nhé. Ví dụ như những bố mẹ mà tham con ăn và tăng cân đó, thì cái điều kiện có lý của họ đối với họ tức là con đòi ăn thì đấy là điều kiện có lý đối với họ và họ sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức. Giống như kiểu là ở trong cái nhà không, ở trong trong cái clip của cụ số 2 em rất thích ý kiến của một chị, đó là cho dù là con có muốn mua sách đi chăng nữa thì gì ạ, thì cũng phải đọc xong cuốn sách cũ của con đã thì con mới được mua cuốn sách mới. Thì đấy chính là gì, vấn đề không phải là cái việc mua sách hay là việc mua kẹo, mà vấn đề nó vận hành ngầm dưới sự muốn đều là tâm tham hết, dù là muốn cái gì cũng vẫn là tâm tham. Mọi người có hình dung ra ý của em không? Không quan tâm là cái sở thích của con đấy là nó thượng đẳng hay là nó hướng thượng hay hướng hạ cả, mà quan tâm là cái vận hành ở bên dưới của nó là tâm tham. Ví dụ này, một đứa trẻ rất thích chia sẻ, nhưng sau khi chia sẻ xong nó đòi bố mẹ phải ghi nhận và nó đòi người khác phải chia sẻ giống như nó, thì cái sự chia sẻ của con mình không khuyến khích. Thì cái này nó sẽ đi về cái lõi và mọi người sẽ thấy rõ hơn nếu sau cái buổi chia sẻ chiều hôm nay của thầy Dương Quang Minh. Và bạn Đỗ Quang Minh cũng có một cái bài chia sẻ về cái việc là con đã giúp mẹ lau nhà thì rất là mong được rằng là Quang Minh sẽ chia sẻ lại bài này rồi. Và cái công thức này của nhà cụ số 2 thì rất là tuyệt vời. Rồi, có một cái ý nghĩa chỗ này mọi người này. Nhân này, cộng duyên này, thì bằng quả. Thì mọi người sẽ đi theo cái chiều này nha. Nhưng mà ở đây, cái nhân thì anh chị sẽ xác định hai nhân. Một là cái nhân là cái mong muốn từ cha mẹ. Và cái thứ hai là cái nhân là cái tâm tham và nhu cầu của con người. Đây, mọi người nhìn thấy dấu cộng không ạ? Đấy, đây là một cái sự rất là tinh tế của cụ số 2. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người ạ. Rồi, đến đây thì mọi người cho chị Châu một tràng pháo tay thật lớn đi được không ạ? Chắc em sắp bị hết giờ rồi. Nhưng mà em rất là biết ơn chị Châu. Và em rất là biết ơn cụm số 3. Không biết rằng là cụm số 3 có follow theo những cái hệ giá trị của mà cộng đồng GNS không? Nhưng ở GNS thì sẽ không có kiểu đó là gì ạ? Cứ ông nào giỏi thì là ông đấy sẽ thay mặt và... được phát ngôn theo kiểu như thế, mà là sẽ dành quyền cho tất cả mọi người và là gì ạ? Sẽ đặc biệt nâng đỡ cho những ai gì ạ? Không dám vượt qua chính mình. Tức là đối với GNS thì sẽ quan điểm rằng là ai cũng có những cái tố chất và tiềm năng ở bên trong, nhưng do họ có rào cản họ không bước được qua. Và rất là biết ơn rằng là ngày hôm nay cụm số 3 gì ạ? Đã nâng đỡ chị Châu này, dành cơ hội cho chị Châu và cứ càng thấy chị Châu rằng lấy lại bình tĩnh bao nhiêu và đi đến cuối cái phần trình bày thì em lại càng cảm thấy rằng là hết sức là xúc động với sự nỗ lực của chị Châu. Rất là biết ơn chị rất là nhiều ạ. Cái người tự tin thể hiện ấy, nó không có xịn sò bằng cái người mà vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình và chiến thắng chính mình đâu. Đây là cái cột nghị lực cực mạnh đấy mọi người. Còn kiểu như sinh ra đã tự tin rồi thì chả có cái gì là nghị lực cả và cũng không có gì đáng để hâm mộ, đúng không ạ?
Thì ở đây em rất thích cái slide này của gia đình cụm số 3. Đó, rất là đầy đủ. Em thích cái cách mọi người so sánh đối chiếu, đúng không ạ? Từ bên này, dạy con nên người, thì bên này sẽ là dạy con thương đau. Cái hình ảnh tử cung đúng là đau thật đấy mọi người. Từ lúc mang thai cho đến lúc sinh là cái tử cung của mình nó bị dày vò, kéo ra thu vào gần chết luôn đó. Nên thực sự là Sarah Imad và thực sự là rất là tinh tế khi sử dụng cái hình ảnh này. Và em rất là thích. Và đến bên này này, em rất là thích cái cột, cái ba cái cục của hai cái tam giác mà cụm số 3 lấy ra. Tự tin thì đưa về tự ti, khoan dung thì đi về ích kỷ, và yếu đuối thì đi với kiên cường. Rất là tuyệt vời ạ. Rồi, ở bên này thì anh chị chia ra luôn là bốn cấp độ dạy, đúng không? Nuôi này, dạy này, rèn và ảnh hưởng. Thì sẽ chiếu sang từng cái quả luôn. Tức là ở đây nếu bố mẹ mà nuôi ấy, thì ở bên này là cái cột, thì rất là muốn bên cụ ba của chúng ta thì chúng ta sẽ cho một chút cái biểu tượng về cái phần màu sắc để chúng ta thấy rằng là phần nào là đan và phần nào là chưa đan. Mọi người thấy trình bày đẹp không ạ? Trình bày đối xứng hai bên đẹp quá. Thì ví dụ như này, cha mẹ đều phải đảm bảo bốn cấp độ này: nuôi, dạy, rèn và ảnh hưởng. Cái này gia đình cụ số 3 còn làm hay hơn cả thầy Trần Việt Quân đó mọi người. Thầy Trần Việt Quân có 8 cấp độ làm cha mẹ, nhưng mà thầy Phũ Phàng nên là thầy bổ từng cái một ra. Tức là thầy bổ ra là những cha mẹ chỉ biết nuôi mà không biết dạy, rồi những cha mẹ là chỉ biết dạy mà không biết rèn. Thì thầy Quân thấy gắt lắm ạ. Nhưng mà ở bên này thì cái tinh thần hòa ái rất cao. Tức là cha mẹ đều cần phải có cả nuôi, dạy, rèn và có cả ảnh hưởng. Nhưng mà mỗi cái cách, ví dụ như là hướng thượng thì như thế này, còn hướng hạ thì như thế này, thì đây là một cái cách biểu hiện khác so với lại là bốn cấp độ làm cha mẹ. Rất là tuyệt vời, em cảm ơn cụ số 3 rất là nhiều ạ. Rồi, còn bên đây là chúng ta sẽ nhìn thấy là sai lầm số 4 của cụ số 4. Và chúng ta sẽ thấy rằng là giống như anh chị đã nói rồi đúng không ạ? Cái biểu tượng về màu sắc cũng như là về hình ảnh. Thì nếu như ở em ạ, thì em sẽ nhìn thấy ở trong cái, nếu với cái cách mà biểu đồ bằng cái việc là vòng tròn nhiều lớp như thế này, vòng tròn nhiều lớp đúng không ạ? Thì sẽ rất là dễ chúng ta tách lớp, thì chúng ta sẽ hình dung ra bên ngoài này. Giống như là trái đất nó cũng như vậy thôi. Đây là vỏ của trái đất. Cái vỏ ngoài cùng này là cái mà biểu hiện lên con cái, là cái chúng ta nhìn thấy được ngay luôn. Là con không được là chính con, và bên này là con được chính con. Tức là chúng ta nhìn thấy đứa trẻ tự tin và đứa trẻ tự ti là sẽ rất là rõ ràng dựa trên cái vỏ ngoài này, chính là đánh giá luôn tình trạng của con. Và thứ hai này, nguyên nhân của nó là gì? Nguyên nhân của nó đây, đúng không ạ? Vào vòng số 3 này, cái gì vận hành ngầm? Vòng số 3 này, cái gì vận hành ngầm? Rồi, và nguyên nhân, và cái thứ tư này, cái gì là cốt lõi? Đó, trời ơi, kinh cụm số 4 này thật là tinh tế quá đi. Đúng không ạ? Tức là nó có 4 vòng, nó là 4 lớp. Bóc từng lớp một ra, chúng ta sẽ đến được với cái lõi. Và cái hay là mỗi một lớp này chúng ta trả lời được đúng 4 câu hỏi. Thì ở đây các anh chị đang tận dụng được 4 câu hỏi trí tuệ mà thầy Quân đúc kết đấy. Biểu hiện của nó là gì này, nguyên nhân của nó là gì này, rồi là cái gì vận hành ngầm, rồi là cái gì là lõi. Hay không ạ? Rồi, có một cái điều đặc biệt ở cái cụm số 4 này là cái quả Photoshop rất ác liệt. Lúc đó em bảo, sao cái nhà sao đi tìm ở đâu được cái hình ảnh mà nó đúng vậy? Hay là nó có nguyên một cái phần gì đấy nó minh họa của cuốn sách này? Thế sao em thấy rằng là nó là có sự cắt ghép đúng không ở nhà 10 cụm số 4 ạ? Thì thật đã. Thì đây là phần bí quyết mà được học lỏm từ chị Hảo để tìm được cái icon mà gần sát với cái ý tưởng của mình nhất. Thì rất là biết ơn chị Hảo. Cái cụm số 14 này là ai vậy à cơ? Đó là, vậy thì rất là cảm ơn. Thì mọi người cứ tưởng rằng là ui dồi ôi, chuyên gia nhận xét các thứ, nhưng thực ra em mới là người nhận được giá trị ạ. Từ đây em mới bắt đầu là biết được cái cách mà đúc kết hay hơn rồi, còn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Biết ơn cả bốn cụ của chúng ta, biết ơn cả làng ạ. Rồi.
Tôi cảm ơn Minh Hảo rất nhiều. Cảm ơn cả nhà. Và chúng ta đã đi qua cái phần chia sẻ của cả nhà, của các cụm và phần chia sẻ của Hảo. Thì buổi sáng hôm nay chúng ta đã trao đổi được rất nhiều liên quan đến cái nội dung và cũng rất là sâu sắc cái nội dung của cái chương 1 của Cung Gia Niệm Vô Cùng Yêu Thương. Vì thời gian không có hạn cho nên là xin phép cả nhà mình cứ đi tiếp theo cái phần tiếp theo. Một trong những phần mà bên chủ nhà 15 cũng lên ý định lên làm đó là bầu nhà mà sẽ điều hành quân tiếp theo. Nếu mà Khánh Chi cảm thấy là điều đó là cho các nhà cơ hội. Còn Khánh Chi mà nếu mà Khánh Chi này để em lại thì nhà 15 sẽ không làm gì được cả. Trời ơi, sợ phụ thuộc vào em thế ạ. Em không là các nhà quyết định chứ em không có quyết định gì trong việc này ạ. Thì em xin mời nhà 15 mình sẽ đứng ra chủ trì để xem là nhà sắp tới tiếp theo điều phối Zoom trong tuần sau là nhà nào. Thì trước khi mà các nhà thảo luận xem là nhà nào sẽ xung phong lên điều cuối tuần sau thì em muốn nhắc nhở một chút. Thực ra không phải nhắc nhở, em muốn chia sẻ một chút. Nhà mình ơi, bây giờ là ngày 18 tháng 7 rồi thì nhà mình còn nhớ là bao giờ chúng ta kết thúc chương trình không ạ? Kết thúc hành trình này. 24/8. Ngày bao nhiêu ạ? Mọi người. Dạ. 24/8. 24/8. 15 tháng 8 em đang thấy. 14/8. 14/8. Vâng, còn đáp án nào nữa ạ? 24/8. Dạ, 24/8. 14/8. Còn ai còn đáp án nào khác không ạ? Không muốn kết thúc. 15/8. Dạ. 28. Vâng, nhà mình thì có rất nhiều đáp án nhưng mà em dạ. 15/8. Vâng, thì em xin thông báo cho cả nhà biết một tin không biết là buồn hay là vui. Chúng ta sẽ kết thúc hành trình vào ngày 15/8. Tức là chúng ta sẽ chỉ còn gần một tháng nữa thôi. Vậy thì trong một tháng tới này thì sẽ có rất là nhiều hoạt động diễn ra, rồi là có nhiều bài tập thú vị sẽ được đưa đến cho cả nhà. Thì mong là mọi người tham gia một cách đầy đủ, tham gia một cách nhiệt huyết, nhiệt tình nhất có thể. Và ban cán sự sẽ là người mà đốc thúc các nhà cũng như là khiến cho tức là người đầu tàu để dẫn cho các nhà tham gia vào cái hoạt động của văn hóa một nó được tốt hơn. Và trong cái giai đoạn tới đây, thì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu chính, đó là xây dựng văn hóa đọc tại gia đình. Trọng tâm là xây dựng văn hóa đọc, tức là đồng hành bên cạnh việc là chúng ta sẽ đọc sách và đúc kết như bình thường thì chúng ta sẽ có phần tập trung là xây dựng văn hóa đọc tại gia đình. Và sau đó là có phần xây dựng văn hóa đọc tại trường, thầy cô sẽ được hỗ trợ quy trình để xây dựng văn hóa đọc. Cho nên là sắp tới thì mong là các nhà mình sẽ tham gia nhiều hơn vào cái phần và có nhiều ý tưởng hơn vào phần xây dựng văn hóa đọc tại gia đình. Thì em đã thấy là một số nhà đã tiến hành, một số cá nhân là tiến hành tại gia đình mình và thấy rất là hiệu quả. Có thể chia sẻ thêm về cái phần xây dựng văn hóa đọc tại gia đình. Còn ban tổ chức thì sẽ lập một group Zalo để mời các thầy cô nào quan tâm đến lĩnh vực xây dựng văn hóa đọc tại trường thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các thầy cô đấy ạ. Thì có những ai các thầy cô nào mà tham gia có quan tâm đến xây dựng văn hóa đọc tại trường thì có thể nhắn lên cho chúng em được biết bây giờ không ạ? Vâng, giờ đã kết thúc. Đấy, chúng ta lúc đầu tưởng 3 tháng rất là lâu nhưng mà thực tế thì rất là nhanh. Các thầy cô cứ nhắn lên trên nhóm và dạ thì ban tổ chức sẽ lập nhóm Zalo. Dạ. Đây là để mọi người có thể lướt qua một chút về cái timeline, cái dòng thời gian sắp tới. Thì 26 tháng 7 chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc và cuối cùng là về đích, tức là chỉ còn gần một tháng nữa thôi. Rất là nhanh ạ. Vâng, thế thì lát nữa mà em lập group Zalo xong rồi thì mọi người có thể, em sẽ mời mọi người vào ạ. Vâng. Phần của em xin được kết thúc tại đây. Bây giờ em nhường quyền lại cho nhà 15 ạ. Nhà 15 sẽ điều phối để nhà nào tiếp theo sẽ lên trong tuần sau ạ. Cảm ơn Cảnh Chi. Vậy là Cảnh Chi vẫn đang còn nhường lại cho các nhà.
Vậy trước khi mọi người chúng ta cùng xem có thử là ai sẽ điều hành vào tuần sau á, thì xin hỏi Hoàng Huyền ơi, Hoàng Huyền có kết quả gì chưa? Dạ em có kết quả rồi. Em Huyền có thể công bố không? Công bố cho mình khi nào cho mọi người nào? 30 giây cho mọi người để được chờ đợi kết quả. Huyền cho 30 giây. Cho Huyền 30 giây. Vâng ạ. Mến gửi cả nhà, sau khi chúng ban tổ chức quyết định là có 3 ban với điểm số cao nhất á, là giành chiến thắng, ngoài trừ nhóm nhà 15 ra thì chúng ta sẽ có ban xin chúc mừng nhà 16 với số báo danh Lành. Và Lành là ban danh giải nhất của chúng ta ngày hôm nay. Trời ơi, đúng là ở Hiện gặp Lành mà ơi. Với số 07 giải áp đó là Bần Tuấn. Và nhà 16 nhận hết giải rồi. Nhà 22 mã số 07 Kim Tuyến sẽ là giải 3. Ngoài ra ban tổ chức xin danh hai giải cho hai vận động viên chạy cự ly cự ly nhanh nhất, đó là nhà 16 số 08 Văn Đông và kéo theo đó là Tuệ Ngữ. Ôi chứ thề luôn là nếu anh chị mà không cho em cái phải giải khuyến khích này cũng là cố tình để xin. Vâng ạ, và chúng ta còn rất là nhiều cảm ơn. Bây giờ nhà 15 là nói là làm, cho nên là phải là có qua là có qua thật, mà qua là phải là đặc sản thật. Cho nên là nhờ cả nhà một chút nữa là những ai được giải mà được công bố rồi á, nhờ cả nhà đánh cái địa chỉ của mình, địa chỉ và số điện thoại của mình lên trên ô chat nè, rồi xin để gửi qua để cho mọi người. Món quà thì nó có thể là ít nhỏ nhưng mà đặc sản nên nó đầy yêu thương, cho nên là mọi người cứ chúc nhé. Ở đây thì mình đã ghi được 5 người đây rồi. Lanh này, Ê Tuấn này, Kiếm Tuyến này, Đông và Minh Hạc. Em có được điền địa chỉ không anh Việt ơi? Hình cứ điền địa chỉ đi, hình cứ điền địa chỉ đó rồi có qua riêng. Hình như thì 6 tuần trước là có nhiều người muốn gửi qua cho tình tôi, chúng có lý do thôi. Dạ, cảm ơn. Với Minh, với Vinh được ăn kẻ qua của chị Hảo nha. Dạ. Mọi người ơi, em ở Ninh Bình nên độ đấy không được sơ múi gì đâu chị. Rồi khi mà nhà 15 có thông tin rồi, nhà 15 sẽ phân công nhau là gửi qua đặc sản đến tận nhà từng người, đến tận cửa của từng nhà luôn. Em gửi cái địa chỉ đi rồi mà lại gửi ngay vào ô chat của Khánh Chi rồi, sao ta? Gửi lại chị ơi. Ok rồi. Chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ là cần phải thống nhất kinh ai là nhà điều hành tiếp theo khi tuần tới. Thì bây giờ trên tinh thần là chúng ta xung phong được, cũng ứng cử trước đi. Thì nhà nào muốn ứng cử rồi? Tuần rồi á là còn nhà 8 với nhà 20 á ứng cử mà chưa giật được giải anh, cho nên là bây giờ là tiếp tục là hai ứng cử viên rồi, bây giờ còn ứng cử viên nào nữa thì mình đăng ký thêm ạ. Rồi không được là nhà 8 nhà 20 rồi, bây giờ còn nhà nào ứng cử được không? Nhà 18 nhà 8 với nhà 20 bây giờ mình giơ tay lên để mình đứng hàng đầu chuẩn bị, mình chắc là mình sẽ nghĩ cái cách để mình giải quyết. Nhà 18 giơ tay lên để nhìn thấy nào, nhìn thấy nào. Nhà 8, nhà 20 ạ. À? Nhà 8. Bây giờ em thấy là như thế này này. Mình cho hai đội chơi quick như vừa nãy đi. Chơi lại. Bây giờ mọi người xem là kết quả của nhà 18 và nhà 20. Vậy thì là Huyền xem cái kết quả xem nhà 8, nhà 20 ai đứng đầu. Đấy. Là mình sẽ ra luôn. Thì nhà 8 với nhà 20 có đồng ý là mình sẽ chơi cái trò đó không ạ? Chị khả năng là chị Huyền giơ tay này. Không, nhưng mà còn nhà nào ra ứng cử nữa không? Đúng rồi. Chị Nhung giơ tay có ý kiến này, chị Nhung ơi. Không, chị Nhung là đã đại diện nhà 8 á. Nhà 8 á. Ok ạ. Bây giờ nhà 8 thì nằm ở cụm 2 rồi và nhà 20 cụm 3, vậy bây giờ mình ưu tiên nhà cụm 1 đi, thì có bao gồm những nhà 1, nhà 5, nhà 7, nhà 9 và nhà 21. Hợp lý, hợp lý. Thì nó sẽ phù hợp hơn. Nhà 20 đâu, nhà 20 Uyên ơi.
Giơ tay lên. Thôi mọi người ạ, à, bởi vì theo quiz thì số 08 của bản đồ Minh ạ. À. Bản đồ Minh nhá, 08 cũng đừng ở vị trí phía trên nha 20. À, thế thì có nên ưu tiên nhà 08 cho buổi Zoom tuần sau. Rồi sau đấy thì sau buổi Zoom tuần sau thì hôm sẽ sau chúng ta lại quiz cho những tuần tiếp theo. Có quiz tiếp là chúng ta lại cuối cùng lại có nhà tiếp theo. À, cách như thế cũng được. À, chốt nhanh nhá, cho như vậy là nhà 08 là được đúng không? Thế thì xin mời cả nhà có lẽ là chúng ta bầu đi. Ai đồng ý cho nhà 08 là làm chủ thớt tuần sau thì mời cả nhà bấm số 8. Bấm số 8 luôn. Bấm số 8. Bấm số 8. Nhung ơi thấy nhà Hảo 08 có địa chỉ rồi nhá, địa chỉ đấy, Huyền lưu lại địa chỉ của Minh Hảo nhá. Uyên ơi, Uyên có lộ diện để Uyên tranh cử nè, cả làng bấm số 8 hết rồi nè Uyên ơi. Nhà, nhà 20 ơi, nhà 20. Đến giờ quan trọng thì nhà 20 đi vắng. Rồi, cảm ơn cả nhà. Như vậy là chúc mừng nhà 08 đã thành chủ thợt của tuần tới. Nhà 08 cùng chơi mạnh vào nhá. Thế mà nhà 15 thì khiếm tốn một tí như thế chứ không chơi được mạnh lắm. Nhưng mà nhà 8 thì chắc là chơi mạnh hơn. Nhà 8 cần chia sẻ gì nhà 19 và nhà 15 là luôn ủng hộ nha. Vâng, em cảm ơn cả nhà. Em sẽ nhận nhiệm vụ cho tuần sau ạ. Chúc mừng nhà 8 ạ. Nhà 08 cứ lo về luật chơi, thể lệ chơi và cách thức chơi, còn phần thưởng cái gì là lại quay về nhà 15 cân hết cả. Nhà 8 cho chơi trò chơi lúc 4:30 đi ạ. Ok. Nhà 8 chơi gấp nữa. Cảm ơn chúc mừng nhà 08. Mọi người ơi, Huyền ơi, trước khi ấy thì Huyền phải ghi lại cái địa chỉ của những cái người ở trong hôm 6 này. Ơi, cái này cho lên địa chỉ của từng cụ sẽ xin lại các địa chỉ cộng xin của cái mấy người được giải á. Dạ. Thầy Việt ơi, em thấy có một cách này đơn giản hơn rất là nhiều này. Đó là mình lấy cái danh sách từ ban tổ chức là hơn 200 người, là thầy gửi hết cho bằng đó là không có sót một ai hết. Là không. Yeah. Ai đồng ý như thế? Cảm ơn số 1. Tôi tay lên và nói tôi. Một. Thầy ơi, thầy, tôi sẽ em không tin nữa là có thật thầy ạ. Hả? Căng rồi, căng rồi. Hả? Ý kiến của Hảo thì là hay nhưng mà rất căng. Rồi, cảm ơn cả nhà. Thôi, cả nhà mình ơi, ngoài ra trong chương trình thì nhà 15 cũng có một món quà để tặng cho cả nhà. Thì cũng muốn cơ hội này thì nó cũng rất là ít thôi, thời gian thôi, cho nên là muốn xin được chia sẻ. Mình có được quyền chia sẻ thì mình có được quyền chia sẻ. Nhà chơi một tí nha. Mọi người đừng vội rơi màn hình nhá, bởi vì là sau phần chia sẻ này thì sẽ đến một cái mà mình tin rằng là tất cả mọi người đều rất là quan tâm, chỉ mất một vài phút thôi ạ. Nản đời đến hết chương trình mọi người nha. Rồi. Mình sẽ chia sẻ cái video này. Chưa tiếng thầy ạ. Thầy chưa xem sao. Thầy Việt tắt đi, thầy Việt share lại, thầy tích vô cái nút mà share computer sao á thì được. Được chứ nhỉ? Bây giờ cho tôi lại được rồi đấy. À, hình như phải tắt đi rồi mới share lại được. Được. Nhà 15, mẹ con sẽ gửi đến quý vị bài hát Tôi yêu sách hay. Mặt trời sáng tươi, một ngày lại đến đây. Ôi sách tôi yêu, cả thế giới đang hòa mình cùng nằm trong sách.
nhiều điều rất hay, cả bầu trời chi thứ xanh cho tôi đã đứng, cho tôi nghỉ lực và yêu sâu sắc. Tôi yêu xanh hay, tôi yêu xanh hay là nhà đông xanh, là nhà đông xanh một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày bạn hơi chúng ta đọc xanh tương lai sáng tươi. Em thấy là có cái tinh thần đọc sách rất mạnh nè, sáng mà 4:30 mà tập trung là đều như vấp chanh vậy, là tinh thần quá tốt. Chúc mừng nhà 15. Cảm ơn nhà 15. Cảm ơn Thiên, cảm ơn rất nhiều. Nhà 15 của một món quà này thực sự là rất là muốn tặng cho cả nhà, cả làng. Và cũng cảm ơn Thiên với những ý tưởng về thiết kế. Cái này là cũng giúp ích cho nhà 15 trong việc là thiết kế. Thì cái đó là rất là cảm ơn. Bây giờ phần tiếp theo của chương trình, mọi người trong cái chương trình này là có cái phần là muốn chia sẻ với cả nhà những cái dự án mà không thông qua ban tổ chức mà cả dự án mà các nhà làm với nhau. Thì báo cáo với cả làng là gần đây là nhà mới bắt đầu từ nhà 15 và nhà 16, hai nhà kết hợp với nhau là làm một cái dự án là thử thách nhau về 14 ngày lập kế hoạch. Thì Đông ơi, Đông có chia sẻ một tí về cái những cái mà mình chúng ta đã làm không? Dạ vâng ạ. Em chào cả nhà. Thì khả năng phần này em sẽ xin giấy phép chia sẻ nhanh thôi ạ, bởi vì cũng thời gian muộn của mọi người và hôm nay cũng là ngày gọi là kích off, tức là ngày họp mặt cuối cùng để trước khi bước vào hành trình 21 ngày. Thì bắt đầu từ cái trăn trở là hiệu suất công việc của mình khá là hạn chế, nó dẫn đến là thời gian cho hành trình không có nhiều, hay là cái thời gian mình làm những việc cá nhân mình muốn nó ít. Nên đủ duyên thì ngày 25 tháng 6, anh Thắng đã chia sẻ với ban cán sự hành trình văn hóa đọc một cái tuyệt chiêu rất là hay, đấy là hiệu suất. Làm sao để cải thiện được hiệu suất trong công việc thì dùng đến 3 tuyệt chiêu. Đó, phân tích rõ ràng ra là lý do tại sao hiệu suất lại kém và chỉ được ra rõ đâu là cái chìa khóa giải quyết vấn đề. Thì nhà 15, 16 ngay lập tức là rủ nhau bắt tay vào hành động ngay. Đó, thì sau 14 ngày nó ra quả luôn. Thì được sự chia sẻ mọi người là hiệu suất của mình cảm thấy nó phải tăng được từ gấp rưỡi đến 2 lần. Nên ngay lập tức là rủ dê mọi người là bắt đầu hành trình 21 ngày. Với mục tiêu là sau 21 ngày sẽ là nhân 3 về cái hiệu suất của bản thân.
Thì trải nghiệm qua hành trình văn hóa đọc thì mình cảm thấy á, tất cả những cái chuyển hóa lớn của chúng ta bắt đầu đến từ sự hành động. Văn tư và tu thì phải bắt tay vào làm. Nó giống như là cái quá trình nhà 19 xung phong. Đó là anh Thịnh lên điều phối lớp, hay hôm nay mọi người thấy nhà 15 điều phối vô cùng tuyệt vời. Đó, hay là chị Hảo hay chia sẻ với chúng ta cũng bắt đầu đến từ những cái hành động thực tế chuyển hóa của chị. Hay chị Minh Châu hôm nay làm slide vô cùng tuyệt vời. Thì chúng ta thấy cái gì hay phải bắt tay vào làm ngay mọi người ạ. Đó, không nên trì hoãn nữa. Nên thì cái cơ hội mà thực hành 21 ngày này, những ai chăn trở với cái việc nâng cao hiệu suất bản thân, những ai chăn trở muốn áp dụng ba cái tuyệt chiêu mà anh Thắng đã chia sẻ, thì mình khẳng định nếu mà đồng hành với nhau thì chắc chắn hiệu suất sẽ được nâng cao ngay. Đó, thì cơ hội này mình cũng có nhắn tin lên nhà rồi. Thì hôm nay cũng có đủ duyên, anh Việt có tạo cơ hội gieo duyên thêm mọi người. Thì xin phép mở link đăng ký đến tối đa là 8 giờ ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cái đường link để cho mọi người tham gia cái group Zalo của cái hành trình 21 ngày. Và trước 8 giờ ngày hôm nay thì mới nhận đăng ký. Còn sau 8 giờ là coi như chưa đủ duyên thì mình có thể gặp nhau ở các nơi khác sau. Thì em chia sẻ ngắn gọn vậy được ạ. Cảm ơn mọi người. Rồi, Đông chia sẻ đi. Cảm ơn Đông rất nhiều. Cả nhà mình cũng tham gia thử thách đổ thuyền nhé. Cái đổ thuyền này rất là hay. Em khá quan tâm cái đốt thuyền, nhưng mà tại vì nó có cắn một xíu thời gian với cái hành trình văn hóa đọc á, thì em cũng ngại là phải ảnh hưởng tới cái tinh thần tập thể chung, cho nên mình cân nhắc lại mình có thể chỉnh cái khung giờ thời gian nào mà nó không bị cắn với nhau. Chắc chắn là hành trình này không cấn gì với hành trình kiến tạo. Cái này không liên quan gì đến đặc lịch đó. Cái này chỉ có làm kế hoạch hàng ngày rồi gửi lên nhóm. Ok, nào thì mình cũng phải lập kế hoạch. Dạ, em sẽ tìm hiểu thêm bằng cái link. Dạ. Ok, rồi cảm ơn cả nhà. Bây giờ là 7:05 rồi, cho nên là cũng đã khá là muộn rồi. Cho nên là rất thay mặt nhà 15 mình rất là cảm ơn cả làng mình đã rất là tập trung, rất là lắng nghe và cảm ơn chia sẻ của các những cái diễn giả ngày hôm nay. Cũng như cảm ơn Minh Hảo đã có những chia sẻ sâu sắc hơn. Nhà 15 rất là biết ơn cả nhà và đồng viên nhà 15. Có gì mà thiếu sót thì xin nhà 15 xin được cả làng lượng thử. Và nhà 15 hứa là hôm nay là có 5 nhà, 5 người là sẽ được nhận quà. Thì nhà 15 sẽ gửi quà đến tận cái gãy cửa ngõ nhà mình. Rồi bây giờ Việt xin chuyển mic lại cho ban tổ chức, thì ban tổ chức có dặn dò gì không trước khi chúng ta kết thúc? Xin mic hành chị. Dạ, thì hôm nay em nhận được rất nhiều giá trị, rất nhiều điều em cảm thấy ấn tượng về màn điều phối của nhà 15. Thì em nghĩ là em cũng không có thêm điều gì nữa để nhắc nhở mọi người, ngoài việc là một tháng tới nhanh lắm ạ, cho nên là chúng ta cần trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta ở gần nhau như thế này. Thì em chỉ có lời nói như vậy thôi. Còn mong là sắp tới thì nhà 08 điều phối chương trình thì sẽ có nhiều cái sự kiện hay hơn nữa. Đấy ạ. À, mọi người, đây còn cái nữa là ngày mai mọi người nhớ vào Zoom lúc 19:30 nha. Thì em sẽ truyền thông sớm cho mọi người để mọi người nắm được xem chương trình của Thầy Minh ạ. À, em chỉ có hai điều dặn dò như vậy. Ok, vậy là chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày chủ nhật thật yên lành, thật là vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn nhà 15, cảm ơn ban tổ chức. Tốt lành. Dạ, chào cả nhà. Tuyệt vời. Huyên con muốn nói gì nữa? Không, em xúc động quá, em biết nói gì nữa thôi ạ. Nhà 15 rất tuyệt. Chào cả nhà. Nhà 15, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chân vui, cảm ơn chị. Chào cả nhà. Chúc mừng nhà 15 đã hoàn thành xuất sắc. Cảm ơn nhà 15. Cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Chúc mừng nhà 15. Cảm ơn nhà 15 và ban tổ chức rất là nhiều ạ. Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ ạ. Tạm biệt mọi người. Chào cả nhà. Thầy Việt ơi, thầy Việt mở lại video mà các bạn hát bài Tôi Yêu Sách Hay vừa rồi cho cả nhà nghe trước khi rời đi ạ. À rồi, mình sẽ share lại cái này nha. Hy vọng là ngày hôm nay mọi người đều thật vui vẻ.
15, mai con sẽ gửi đến quý vị bài hát Tôi yêu sách hay. Mặt trời sáng tươi, một ngày lại đến đây. Ôi sách tôi yêu, cả thế giới đang hòa mình cùng làm cho sách nhiều điều rất hay. Cả bầu trời chi tư sách cho tôi đã đứng cho tôi nghị lực và điều xuất sắc. Tôi yêu sách hay, tôi yêu sách hay là nhà đọc sách, là nhà đọc sách một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn ơi chúng ta đọc sách tương lai sáng tươi. Chú vẫn đang nuôi chi mình, quan trung ngân thế binh, nói gương theo vĩ nhân, chung qua quay nước, Newton Edison, Gandhi Galileo, nói gương theo vĩ nhân, chung qua quay nước, một trời sáng tươi, một ngày lại đến đây. Ôi xanh tôi yêu cả thế giới đàn hòa mình cùng nằm trong sách nhiều điều rất hay. Cả bầu trời chi tư sẽ cho tôi đào đứng cho tôi nghị lực và hiểu sâu sắc. Tôi yêu sách hay, tôi yêu sách hay cả nhà đọc sách, nhà đọc sách một giờ mỗi ngày. Bạn ơi chúng ta sẽ tương lai sáng tươi.